chương 61, có ẩn tình khác. Ôi, làm gì vậy? Thầy Lạc à, đánh người là không đúng, có gì thì từ từ nói. Ngay lập tức, các giáo viên vẫn đang xem náo nhiệt đã vây quanh lại. Được, họ Trần kia, anh dám đánh người, tôi sẽ khiến anh mất mặt. Trần Hữu chỉ vào Lạc Tú quát lớn. Nhưng trong lòng anh ta lại tràn đầy niềm vui, gây chuyện đi, hãy gây chuyện ẩm ý vào. Một lúc lâu sau, Tôn Huy Nam mới đứng dậy, che miệng, nửa khuôn mặt xưng tấy cậu dám đánh tôi cậu tiêu đời rồi tôi sẽ tố cáo cậu tôi sẽ khiến cậu phải ngồi tù tôi đánh ông đấy còn bày đặt làm gương cho người khác ư bọn chúng ai ai cũng là kẻ hiểu chuyện còn cần ông phải dạy dỗ gì chứ ai cũng có lúc phạm phải sai lầm nhưng đó không phải là lý do ông dùng để trừng phạt học sinh học trò quá đáng nhưng ông với tư cách là một giáo viên mà nói em ấy như vậy càng quá đáng hơn lạc tú mắng còn nữa, ông đừng tưởng tôi không biết mấy người đang làm gì. Mấy người ngay cả tư cách làm giáo viên còn không có, nói trắng ra, mấy người muốn lợi dụng chuyện của mấy đứa nhỏ để làm khó tôi có đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi lợi dụng một đứa trẻ, đây là thái độ làm gương của mấy người đó hả? Tự hỏi lương tâm xem có xứng với hai chữ giáo viên không. Lạc Tú nhìn Tôn Huy Nam với vẻ chán ghét. Tôi không quan tâm hôm nay cậu đã đánh người thì cứ chờ đó cảnh sát sẽ tới đây ngay tôn huy nam đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng quả nhiên chỉ trong chốc lát cảnh sát đã tới nhưng người dẫn đầu vừa bước vào đã choáng váng anh lạc sao anh lại ở đây người tới không phải ai khác mà là đội trưởng chu đội trưởng chu là anh sao lạc tú cười ôi tôi mới được chuyển đến khu vực này đội trưởng chu rất nhiệt tình sau sự việc lần trước anh ta đã cố ý xin thuyên chuyển từ bên đó qua một thời gian, qua bên khu vực phát triển này phụ trách. Sau đó, cả hai bắt đầu ôn lại chuyện cũ, họ nói về rất nhiều thứ và cuối cùng đội trưởng Chu chỉ nói một câu. Vậy tôi về trước đây, lát nữa mời anh đi ăn cơm. Đội trưởng Chu xoay người chuẩn bị rời đi. Trong suốt thời gian đó không hề liếc nhìn đám người kia lấy một cái. Này, đồng chí cảnh sát, khoan đã, anh ta đánh người mà. Tôn Huy Nam bưng mặt, sau đó chỉ vào chính mình. Mà đội trưởng Chu đang chuẩn bị đi ra ngoài lại cau mày, thầm nói rằng người đàn ông này là đồ ngốc à. Anh ta đã làm rõ ràng như vậy, ông ta còn không nhận ra sao? Đã nói rằng sẽ mời Lạc Tú đi ăn cơm, vậy mà còn đề cập đến việc bị đánh là sao? Bị dồn vào đường cùng, đội trưởng Chu đành phải cười gượng với Lạc Tú rồi nói mấy lời công bằng. Được rồi, trước tiên hai anh đưa người bị thương này về đồn cảnh sát lấy khẩu cung đi. Hai người đàn ông mặc đồng phục đi tới đưa Tôn Huy Nam đi. Sau đó đội trưởng Chu nói với Lạc Tú: Đánh người là không đúng, gây dối trật tự công cộng thì cảnh cáo trước, phạt 200. Anh Lạc, anh ký tên đi, lát nữa nhớ lấy tiền đến nộp. Đội trưởng Chu lấy giấy bút ra, sau đó Lạc Tú ký tên. Được rồi, cả đội đi về. Tôn Huy Nam ở ngoài cửa sững sờ, sao lại thế này? Chuyện này rõ ràng là do mình bị đánh mà sao lại có cảm giác mình mới là kẻ đánh người nhỉ ngay khi đội trưởng chu vừa bước ra khỏi cửa anh ta đã xé tờ giấy và ném nó vào thùng rác bên hành lang dẫn đi tôn huy nam đã được định sẵn là đêm nay sẽ phải chịu lạnh ở trong cục cả đêm rồi các giáo viên khác nhìn nhau nhìn đến mức trợn mắt há mồm giỏi lắm lạc tú cảnh sát đều về phe anh có điều đây là trường học trường học có quy định của trường học nếu vi phạm nội quy nhà trường sẽ phạt cô ta. Lạc Tú mặc kệ Trần Hiếu, mở cửa và đưa Chu Tiểu Ly đi ra ngoài. Tiểu Ly, em đã chấn lột của họ bao nhiêu? Lạc Tú hỏi, thực ra trong mắt Lạc Tú đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần bồi thường tiền và xin lỗi là được, không cần phải làm ẩm ý lên như vậy. Đương nhiên chuyện này cũng có nguyên nhân do Lạc Tú bao che khuyết điểm. Nhưng phản ứng của Chu Tiểu Ly lại khiến người ta thật bất ngờ. Chu Tiểu Ly đẩy Lạc Tú ra rồi nói chuyện của em không cần thầy lo, Chu Tiểu Ly chạy ra ngoài. Điều này khiến Lạc Tú hơi kinh ngạc. Còn Trần Hữu lại cười nhạt, nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm đắc ý. Lạc Tú lấy ví tiền ra, trong ví chỉ có 5.000 tiền mặt, anh đưa cho mấy cô gái và nói. Các em cứ cầm số tiền này trước đi, Tiểu Ly chấn lột của các em bao nhiêu thì tôi sẽ trả lại cho bấy nhiêu. Tôi thay mặt Tiểu Ly xin lỗi vì hành vi sai trái này, mặt khác tôi sẽ bảo Tiểu Ly xin lỗi các em trước toàn trường trong ngày đại hội này. Lạc Tú xin lỗi mấy cô nữ sinh. Hừ, kêu chu Tiểu Ly xin lỗi bọn họ trước mặt toàn trường ư. Trần Hữu cười mỉa mai. Tôi đã nói thì sẽ làm được. Sao anh không nói là viết bản kiểm điểm nữa đi? Trần Hữu lại mỉa mai. Cũng được. Anh có thể cam đoan rằng Chu Tiểu Ly sẽ không chấn lột nữa. Sẽ không tái phạm nữa. Trần Hữu cười chế giễu anh có thể cam đoan rằng chu tiểu ly sẽ xin lỗi các em ấy trước toàn trường chứ anh có thể cam đoan rằng chu tiểu ly sẽ viết bản kiểm điểm chứ trần hữu lại cười nhạt tôi đã nói thì sẽ làm được lạc tú nói với vẻ bình tĩnh làm không được thì sao trần hữu tiếp tục hỏi nếu làm không được thì tôi sẽ từ chức đây không phải là câu trả lời mà thầy trần muốn nhất sao lạc tú hỏi ngược lại được tôi cũng không ép anh trần hữu chợt cười lớn vậy thì, thầy Lạc hãy viết một lá thư cam đoan đi. Được, lão Trương, anh viết thay đi, Trần Hữu ra lệnh, bởi vì anh ta sợ Lạc Tú dở trò. Được, có điều cũng như nhau mà thôi, tôi cũng không phải người không biết xấu hổ như thầy Trần. Lạc Tú nói với giọng châm chọc, hừ, anh lên mặt không được vài ngày đâu. Tôi thật muốn xem anh có cách gì có thể khiến Chu Tiểu Ly xin lỗi trước toàn trường đây. Trần Hữu lấy lại tờ giấy cam đoan kia, trên đó viết rõ điều kiện của Lạc Tú. Lạc Tú cầm bút lên và ký tên. Còn Trần Hữu lại không hề lo lắng chút nào, với tính cách đó của Chu Tiểu Ly, vừa rồi Lạc Tú đã giúp cô ta mà cô ta còn không thèm cảm kích, vậy Lạc Tú làm cách nào để khiến Chu Tiểu Ly xin lỗi đây? Thật vậy, tính cách của Chu Tiểu Ly rất kỳ quặc, thậm chí có vẻ như không hợp đạo lý làm người. Đã vậy cô ta còn là một học sinh, Lạc Tú không thể dùng những cách khác thường để ép Chu Tiểu Ly phải xin lỗi được. Vì vậy, vấn đề này thực sự là một điều rất rắc rối. Lạc Tú cũng không nói nhiều mà bước ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Anh cảm thấy chắc chắn trên người Chu Tiểu Ly có vấn đề, bởi vì Chu Tiểu Ly chính là con gái của nhà giàu nhất Thông Châu, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, sao lại đi thu phí bảo kê được chứ? Thật ra Chu Tiểu Ly vẫn chưa đi xa, hơn nữa tốc độ của Lạc Tú rất nhanh nên anh nhanh chóng tìm được Chu Tiểu Ly, có điều anh không đuổi theo mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Chu Tiểu Ly không sống trong khuôn viên trường, Lạc Tú biết điều này, nhưng nghe nói gia đình cô ta ở nơi khác của Thông Châu, vậy cô ta sống ở đâu? Chương 62, sự thật. Đèn bật lên, chỉ có một phòng ngủ, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bởi vì có quá nhiều đồ nên mặc dù sạch sẽ vẫn hơi bừa bộn, gần như không có chỗ để đặt chân. Mà trên chiếc giường duy nhất có một người phụ nữ đang nằm. Khụ khụ, Tiểu Ly tan học rồi à? Hôm nay ở trường thế nào? rất tốt ạ, à. Chu Tiểu Ly vừa trả lời vừa đi tới chiếc bàn duy nhất lấy ra rất nhiều thuốc. Mẹ, mẹ lại quên uống thuốc rồi, Chu Tiểu Ly vừa nói vừa bắt đầu mở thuốc ra. Có thể thấy, những loại thuốc đó không hề rẻ. Khủ khủ, sức khỏe của mẹ mỗi ngày một xấu đi, chẳng đỡ chút nào. Mẹ Chu Tiểu Ly thở dài. Sao lại vậy chứ? Đúng rồi, mẹ, đây là ba ngàn mà hôm nay ba đã cho con. Sáng mai con sẽ đi mua thuốc cho mẹ, Chu Tiểu Ly lấy ra 3 ngàn đặt ở trên bàn. Mỗi ngày ba con đều cho mẹ tiền nhưng ông ấy vẫn không chịu đến gặp mẹ. Mẹ của Chu Tiểu Ly lắc đầu nói. Chẳng phải ông ấy rất bận à, gần đây công ty rất nhiều việc nên ngày nào cũng phải tăng ca. Chu Tiểu Ly lấy ra một nắm thuốc to, sau đó rót một ly nước đưa cho mẹ cô ta. Nhưng điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là mẹ của Chu Tiểu Ly đã đưa tay ra sờ soạn tìm kiếm một lát rồi mới cầm chiếc cốc lên, mẹ cô ta không thể nhìn thấy. Uống thuốc xong, Chu Tiểu Ly đỡ mẹ nằm xuống. Sau đó cô ta cầm một cái chậu ngâm chân, chuẩn bị xuống lầu lấy nước. Đây là lý do em thu phí bảo kê à? Lạc Tú hỏi khi đang đứng ở cửa với điếu thuốc ngậm trong miệng. Thầy theo dõi em à? Khi nhìn thấy Lạc Tú ở đây, Chu Tiểu Ly chẳng những không sợ hãi chút nào mà thậm chí còn có vẻ tức giận. Hoặc là tôi đi lên nói cho mẹ em biết sự thật rằng con gái cưng của bà ấy ngày ngày đều ở trường thu phí bảo kê hoặc là tôi sẽ giúp em chữa khỏi cho bà ấy. Thầy có nhiều tiền như vậy sao? Mấy năm nay mẹ em đã tốn hơn một ngàn vạn rồi. Chu Tiểu Ly cười khẩy. Em hiểu nhầm rồi, tôi đã nói là tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ấy, bà ấy không phải bị bệnh mà là bị trúng độc. Lạc Tú có khả năng nhìn xuyên thấu nên đương nhiên có thể nhìn ra chất độc trong người mẹ của Chu Tiểu Ly. Tại sao em phải tin thầy? Chu Tiểu Ly vẫn không chịu tin. Lạc Tú chỉ chỉ vào đôi mắt của mình, sau đó nói với vẻ mỉa mai màu đen mặt trên cũng là màu đen còn có một con mèo hoạt hình thầy mặt Chu Tiểu Ly trở đỏ bừng đương nhiên cô ta biết ý của Lạc Tú nói là gì bây giờ tin rồi chứ Lạc Tú nhìn Chu Tiểu Ly Chu Tiểu Ly lại nhìn Lạc Tú biết em sẽ không tin giọng nói của Lạc Tú lại vang lên nhưng lần này Chu Tiểu Ly đã tin bởi vì vừa rồi Lạc Tú còn đứng ở trước mặt cô ta cách cô ta năm thước mà bây giờ Lạc Tú lại đang đứng sau lưng cô ta nói những lời này. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc thầy là ai? Cho dù Chu Tiểu Ly có bình tĩnh và dũng cảm đến đâu, lúc này cô ta cũng vẫn hơi sợ hãi. Chờ tôi một lát, đột nhiên Lạc Tú biến mất. Mười phút sau, nhà Chu Tiểu Ly có tiếng gõ cửa, sau đó cô ta ra mở cửa, Lạc Tú đã đứng ở ngoài cửa với một túi ngân châm mẹ chu tiểu ly định nói gì đó nhưng lạc tú đã bấm đầu ngón tay một cây ngân châm bay ra đâm vào giữa hai lông mày của mẹ chu tiểu ly bà ta lập tức mê man sau đó lạc tú sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu để bắt đầu châm cứu sau nửa giờ ngân châm bị ném xuống đất độc tố đã được loại bỏ có vẻ giống với độc của rắn sau khi chúng độc không phát tác ngay mà ngược lại phát tác từng chút một bởi vậy tôi mới thấy lạ là sao độc của rắn lại phát tác từ từ như vậy chứ Lạc Tú nói. Mà Chu Tiểu Ly chợt như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt không khỏi buồn rầu. Sau khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn, một thời gian nữa sẽ hồi phục, cần bổ sung nhiều vitamin và chất đạm. Lạc Tú thu lại ngân châm. Vậy là xong rồi hà? Chu Tiểu Ly hơi khó tin. Lạc Tú gõ vào đầu Chu Tiểu Ly. Phải tin tưởng thầy giáo chứ. Nói đi, con gái của người giàu nhất lại đi thu tiền bảo kê thì thật thú vị. Chu Tiểu Ly im lặng một lúc đây là mẹ em, hai người đã ly hôn, quyền nuôi con thuộc về ba. Có điều ba lại bỏ mặc không quan tâm đến mẹ, em bắt đầu hỏi xin tiền ông ấy, sau đó lén đưa đến cho mẹ chữa bệnh. Nhưng sau đó ông ấy đã phát hiện ra và không đưa cho em nhiều tiền nữa, trừ tiền sinh hoạt, mọi thứ khác đều không có. Nhưng đây là mẹ em, vì không nỡ nhìn mẹ chết nên đã đi thu tiền bảo kê để chữa bệnh cho mẹ. Sự việc đơn giản, không quá phức tạp nhưng cũng thật tàn nhẫn hơn nữa lạc tú cũng mơ hồ đoán được chuyện mẹ chu tiểu ly bị đầu độc cộng với thái độ của ba chu tiểu ly đối với người vợ này e rằng có rất nhiều mâu thuẫn gia đình và những bí mật thầm kín trong đó nhưng đương nhiên lạc tú sẽ không tham gia vào nhìn cô gái có phần trưởng thành sớm này lạc tú thở dài phương pháp làm việc phải cố gắng hợp lý và hợp pháp hãy nhớ rằng những cô gái mà em chấn lột cũng có ba mẹ được rồi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai đừng đến lớp muộn lạc tú rời đi mà không hề nhắc đến lời xin lỗi nào bởi vì anh tin chu tiểu ly là một cô gái thông minh mà ngày hôm sau trước khi lạc tú thức dậy ở căn hộ của giáo viên chu tiểu ly đã mang theo bữa sáng đến đứng trước cửa nhà lạc tú cô ta không gõ cửa phòng lạc tú mà chỉ lặng lẽ đợi anh bởi vì người này cho dù là giáo viên hay là chủ nhiệm thì chu tiểu ly cũng không quan tâm nhưng điều duy nhất cô ta không thể không quan tâm đó là người đàn ông này đã chữa khỏi bệnh cho mẹ mình thậm chí trong lòng chu tiểu ly chỉ cần mẹ cô ta có thể khỏi bệnh thì dù phải trả cái giá nào cũng đều được dù sao con gái của một nhà giàu có nhất thông châu còn dám đi thu phí bảo kê thì điều đó đã chứng tỏ quyết tâm này của cô ta sau khi lạc tú thức dậy anh cảm ứng được có người ở cửa nên đã mở cửa để chu tiểu ly đi vào điều khiến chu tiểu ly ngạc nhiên là lạc tú thực sự đang pha trà sống với thói quen của một ông già sớm vậy có chuyện gì sao cảm ơn hai từ ngắn gọn đã nói rõ tất cả. Điều này cho thấy mẹ của Chu Tiểu Ly đã rất khỏe, nếu không cô ta cũng sẽ không tới cảm ơn. chương 63, thầy có bạn gái chưa? Chu Tiểu Ly cũng nghe lời, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng ngủ của Lạc Tú. Có chuyện gì vậy? Lạc Tú mở cửa để thầy Chu đi vào. Thầy Lạc, tối hôm qua anh quá kích động rồi. Nói thật, mặc dù anh mới đến đây được hai ngày, nhưng bản thân tôi rất thích anh. Tôi không muốn anh rời đi, nhưng anh vẫn chưa biết rõ về tình hình của chu tiểu ly phải không rõ ràng là thầy chu đến đây để mật báo hả sao lại có mùi giống phụ nữ thế nhỉ thầy chu hít hít ảo giác anh độc thân lâu quá đến lúc tìm bạn gái rồi nói chuyện chính đi lạc tú vội ngắt lời anh ta thầy lạc à anh không biết chu tiểu ly là chị đại của uất kim hương à tính tình thật sự rất ghê gớm giọng nói của thầy chu không lớn nhưng trong phòng cũng không cách âm phòng ngủ ở ngay sát vách nói cách khác chu tiểu ly đã nghe thấy rõ mồn một từng chữ thầy chu nói xấu học trò sau lưng không tốt đâu lạc tú nhắc nhở không sao dù sao bọn họ cũng không biết ôi thầy lạc à tôi biết anh muốn tốt cho học sinh nhưng chu tiểu ly thì khác với tính cách nóng nảy của em ấy làm sao thầy có thể bắt em ấy xin lỗi trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường được nếu thật sự làm được thì đúng là thấy quỷ rồi tôi chắc với anh đấy được rồi, thầy Chu, đừng lo lắng, tôi sẽ có cách giải quyết. Lạc Tú vội vàng ngăn lại. Được rồi, tôi không hy vọng anh vừa mới đến được hai ngày đã đi rồi. Thầy Chu cúi đầu bỏ đi với vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó Chu Tiểu Ly bước ra ngoài, nhưng cô ta không nói gì, giả vờ như không nghe thấy những gì họ vừa nói, ngược lại cô ta mở miệng nhắc nhở Lạc Tú. Mặc dù em thấy thầy không quan tâm, nhưng để có thể thu phục được lớp số 3 thì thầy cần phải thu phục hai người, một là Lưu Chí Cường, người còn lại là Diệp Thánh Đào. Chu Tiểu Ly nhắc nhở. Đứa con ngốc của thị trường đó à? Lạc Tú hỏi. Cậu ta không ngốc, Chu Tiểu Ly trợn tròn mắt, e rằng chỉ có Lạc Tú mới dám nhận xét Lưu Trí Cường như thế này. Còn ai nữa? Diệp Thánh Đào. Sao tôi chưa từng gặp em ấy nhỉ? Lạc Tú hơi tò mò. Bởi vì cậu ta luôn luôn trốn học. Sao tôi không biết? Thầy đã bao giờ điểm danh đâu? Chu Tiểu Ly lại liếc mắt tỏ vẻ khinh thường, phải công nhận rằng tuy Chu Tiểu Ly chưa thành niên nhưng đã có vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành rồi. "Mau đi viết bản kiểm điểm." Lạc Tú nhấp một ngụm trà, không nhắc tới chuyện này nữa. "Xin lỗi, cảm ơn." Chu Tiểu Ly lại nói. "Xin lỗi gì chứ, hơn nữa không phải đã cảm ơn rồi à?" Lạc Tú hơi nghi ngờ. "Xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong văn phòng đêm qua. Em cứ nghĩ rằng thầy chỉ muốn thể hiện thôi." bây giờ em mới biết rằng là thầy không muốn em thấy thầy đánh người, là thầy thật sự giúp em. Chu Tiểu Ly đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi ra đến cửa, Chu Tiểu Ly chợt quay đầu lại nói. Đúng rồi thầy Lạc, thầy có bạn gái chưa? Em sắp trưởng thành rồi. Đợi em trưởng thành rồi hãy nói. Lạc Tú mỉm cười. Được. Sau khi Chu Tiểu Ly rời đi, Lạc Tú cầm lấy một sấp tài liệu, đó là tài liệu về đứa con trai ngu mốc của lãnh đạo cấp cao nhất ở Thông Châu. Sau đó Lạc Tú nhìn vào số điện thoại của phụ huynh và mỉm cười, con người dù thông minh đến đâu cũng có điểm yếu, không phải sao? A, à, đây không phải là thầy Tôn à? Lạc Tú bước đến tòa nhà dạy học, đúng lúc nhìn thấy Tôn Huy Nam, khuôn mặt sưng vù với quầng thâm dưới mắt. Lạc Tú đã đoán đúng, đêm qua Tôn Huy Nam đã bị bỏ rơi cả đêm trong cục. Sau khi bị mời đến đồn cảnh sát, ông ta đã bị phớt lờ, bị bỏ mặc cứ ngồi đó cả đêm. Lạc Tú đừng tự đắc để tôi xem hôm nay cậu vượt qua ải này thế nào tôi không ngại nói cho cậu biết vì cậu mà thầy trần đã xin thầy hiệu trưởng rồi sáng nay sẽ tổ chức mở đại hội toàn trường tôn huy nam cười khẩy vốn dĩ ngày mai hội nghị của trường mới được tổ chức tuy nhiên để chấn chỉnh lạc tú trần hữu đã xin sáng nay sẽ tổ chức đại hội toàn trường rời thời gian cuộc họp lên ông ta vừa mới rời khỏi đồn cảnh sát thì trần hữu đã gọi điện cho ông ta thậm chí còn chưa kịp rửa mặt đã vội vàng đến xem trò cười của Lạc Tú. Chẳng trách thầy Chu lại đến tận cửa để an ủi, hóa ra lại là như thế này, định ép anh không chờ tay kịp, sau đó chỉ chờ anh từ trước à. Đáng tiếc, Trần Hữu không biết rằng Lạc Tú đã hoàn thành mọi việc vào đêm qua. Tuy nhiên, Trần Hữu đã thực sự làm điều đó, để chấn chỉnh anh mà anh ta còn nghĩ ra một thủ đoạn đê hèn như vậy. Quả nhiên trên đài phát thanh đã vang lên thông báo về việc họp toàn trường mà tôn huy nam cười chế nhạo lạc tú hết lần này đến lần khác sau đó bỏ đi đội hình nhanh chóng được hình thành toàn trường tập trung đến sân thể dục trần hữu bước tới cùng mấy giáo viên khác với vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt ha 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 thầy lạc không ngờ chứ gì lúc này trần hữu có tâm thái của kẻ nắm chắc phần thắng đúng là thật không ngờ lạc tú nhún vai tỏ vẻ không hề gì anh nghĩ rằng tôi sẽ cho anh thời gian để nghĩ cách à nằm mơ đi từ tối hôm qua đến giờ, e rằng anh vẫn còn chưa thấy mặt Chu Tiểu Ly, đúng không? Tôi rất muốn xem, anh làm cách nào để khiến Chu Tiểu Ly đi lên xin lỗi đây." Trần Hữu nói với vẻ mặt chắc chắn. Vào lúc này, hiệu trưởng đã bắt đầu thông báo về những sự việc tối hôm qua, điều này đã khiến toàn trường ồn lên. Ngay cả lớp số 3 cũng có rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, không ngờ lần này trường học làm căng vậy. Tốt lắm, đã đến lúc thầy chủ nhiệm lớp ra mặt rồi tôi sẽ chờ xem. Trần Hữu lại nở nụ cười xấu xa. Lạc Tú lên sân khấu, sắn tay áo và nói chuyện bằng micro. Tôi vô cùng xin lỗi vì học sinh Chu Tiểu Ly trong lớp của tôi đã làm những chuyện như vậy. Một lần nữa tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến những em học sinh nữ đó. Đồng thời, tôi cũng hứa với các em ấy rằng Chu Tiểu Ly sẽ lên đây để xin lỗi các em. Bây giờ, học trò Chu Tiểu Ly, mời em lên đây để xin lỗi giọng nói của lạc tú khiến toàn trường đều nghe thấy nhưng nó cũng khiến toàn bộ giáo viên và học sinh đều ồ lên vì lời nói vừa rồi của anh bảo chu tiểu ly đi lên xin lỗi đầu óc của giáo viên mới tới này bị hỏng rồi hay sao thế tôi không nghe lầm đó chứ anh ta vừa bảo chu tiểu ly lên xin lỗi ư đó chính là chị đại của trường uất kim hương đánh nhau ẩu đả có việc nào mà chưa từng làm chứ bảo chu tiểu ly đi lên xin lỗi chỉ có anh ta mới nghĩ ra được. Và thậm chí một số giáo viên đã bật cười, vì không thể nào kêu Chu Tiểu Ly đi lên xin lỗi được. Nếu Chu Tiểu Ly ngoan ngoãn như vậy đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi nghĩ là yêu cầu hiệu trưởng lên xin lỗi còn có xác suất cao hơn Chu Tiểu Ly." Một giáo viên vừa đẩy gọng kính vừa nói. "Chương 64, có bản lĩnh thì tìm ba tôi." Bởi vì Chu Tiểu Ly đang đứng ở phía sau đã di chuyển. Không phải chứ, Tiểu Ly cậu định lên thật à? Tiểu Ly, cậu định làm gì vậy? Hàn Phong giật mạnh cánh tay Chu Tiểu Ly kéo lại, nhưng đã bị Chu Tiểu Ly hất ra. Xin lỗi mọi người, Chu Tiểu Ly lấy ra một tờ giấy, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua Lưu Trí Cường, Chu Tiểu Ly bất ngờ lên tiếng. Trí Cường, cậu nên cẩn thận, tôi phải nhắc nhở cậu rằng, giáo viên chủ nhiệm mới không đơn giản như cậu nghĩ, mấy món đồ của cậu chẳng làm gì được thầy ấy cả. Chu tiểu Ly thực sự đã đi lên. Điều này lại một lần nữa gây náo động cho giáo viên và học sinh của trường. "Má ơi, Chu tiểu Ly thật sự đi lên à?" "Không phải chứ, tôi bị hoa mắt chăng?" "Đúng là muốn xin lỗi. Đây là Chu tiểu Ly giả sao?" Một đám giáo viên cũng sững sờ. "Hôm nay mặt trời mọc phía tây à?" "Anh ta làm cách nào vậy?" Đây là điều mà Trần Hữu muốn biết nhất, đôi mắt của Trần Hữu tối sầm lại, tức giận đến mức choáng váng rõ ràng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát vậy sao lại xuất hiện vấn đề chứ tại sao chu tiểu ly lại đi lên rõ ràng tối hôm qua chu tiểu ly đã đẩy lạc tú trước mặt mọi người chẳng lẽ tối qua lạc tú đi báo mộng cho chu tiểu ly ư mẹ kiếp trần hữu cực kỳ tức giận mà giọng nói của chu tiểu ly đã vang lên trên loa phát thanh tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm ngoặc kép ngoặc kép sau đó là một bản kiểm điểm một bài văn mấy ngàn chữ nói nghe cực kỳ cảm động có thể nhận ra không phải chiếu lệ mà là thành thật xin lỗi cuối cùng tôi muốn cảm ơn giáo viên chủ nhiệm mới của tôi thầy lạc người đã cho tôi hy vọng và ánh sáng cũng là người đã kéo tôi trở lại từ vực thẳm tại đây em xin được cảm ơn thầy thầy lạc của em sau khi chu tiểu ly nói xong những điều này thì đi xuống mãi cho đến khi chu tiểu ly đi xuống tinh thần của trần hữu vẫn chưa trở lại bình thường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đồng thời tôn huy nam cũng sửng sốt đến bây giờ vẫn cảm thấy không phải là sự thật tiểu ly hy vọng và ánh sáng kéo trở lại từ vực thẳm nếu hôm nay không phải tôi chính tai nghe thấy những lời cậu nói thì không tin đó là do cậu nói đâu đó nha một bạn nữ cùng lớp trêu chọc tiểu ly cậu đừng nói với tôi là thầy ấy đã giúp cậu giải quyết chuyện đó rồi nha lưu trí cường hỏi những người khác không thể hiểu được những lời cuối cùng của chu tiểu ly nhưng lưu trí cường có thể hiểu được bởi vì với sự thông minh của lưu trí cường cậu ta đã biết bí mật của cô ta từ rất lâu rồi đó là lý do tại sao lưu trí cường hỏi chu tiểu ly chẳng ừ hử chỉ gật đầu chết tiệt tôi đã tính toán sai rồi xem ra cần phải ra tay trước nếu không thì cả lớp sẽ rơi vào tay giặc lưu trí cường lắc lắc nắm đấm sau đó bắt đầu tính toán giỏi lắm thầy lạc một học sinh khó thu phục như chu tiểu ly mà thầy cũng thu phục được một giáo viên tiến lên chúc mừng đúng vậy thầy lạc bỗng nhiên tôi nhìn anh với một cặp mắt khác rồi đó lúc đầu tôi nghĩ anh chẳng biết gì nhưng không ngờ anh lại có thể xử lý chu tiểu ly dễ dàng như vậy một giáo viên khác cũng hết lòng khen ngợi chỉ khi trần hữu đi ngang qua lạc tú mới châm chọc nói thầy trần khiến anh thất vọng rồi đừng đắc ý trần hữu vội vàng bỏ đi mà bên kia lưu trí cường lấy điện thoại di động ra do so dự một lát nhưng cuối cùng vẫn bấm máy Alo, Thánh Đào, cậu đang ở đâu? Nói cậu nghe này, lớp chúng ta lại đổi một giáo viên chủ nhiệm mới rồi, lần này không dễ đối phó đâu. Cậu cẩn thận đi, nói xong Lưu Trí Cường cười nhạt. Tâm trạng của Lạc Tú rất tốt, nhưng kết quả là vừa lên lớp đã nhận được một cuộc điện thoại. Lớp 3 lại xảy ra chuyện rồi, Lưu Trí Cường đã chửi giáo viên bộ môn ngữ văn, cuối cùng còn suýt đánh người ta, khiến giáo viên ngữ văn bị mắng đã khóc, sau đó mới được vài phút đã bỏ chạy khỏi lớp xem ra phải chấn chỉnh tên này mới được. Lạc Tú cúp điện thoại, đi về phía phòng học lớp 12 phần 3. Khi Lạc Tú bước vào lớp, vừa vặn lúc Lưu Trí Cường đang nói chuyện phiếm với Hàn Phong. Mà lúc này Trần Hữu cũng tới, dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Với tư cách là trưởng khoa, chắc chắn Trần Hữu sẽ đến, hơn nữa anh ta cũng đang tìm cơ hội để trừng trị Lạc Tú. Em cố ý phải không? Lạc Tú bước vào, hỏi thẳng Lưu Trí Cường phải thì sao lưu trí cường xòe hai tay ra tỏ vẻ rất thản nhiên khiêu khích tôi à lạc tú hỏi lại đúng vậy tôi muốn thầy nhớ rõ ở trong lớp này ai mới là người có tiếng nói nhất lưu trí cường mỉm cười tôi thừa nhận là thầy cũng có một ít năng lực nhưng với tôi thì vô dụng cho dù là mua chuộc tôi đe dọa tôi hay bất kỳ cách nào khác đều vô dụng lưu trí cường tiếp tục cười nói cách khác thầy không thể làm gì tôi hiệu trưởng cũng chẳng làm gì được tôi trong trường này ngay cả hiệu trưởng cũng phải nhìn sắc mặt tôi lưu trí cường ngạo nghễ nói xã hội này rất thực tế chính là như vậy đấy về điểm này lưu trí cường hiểu rất rõ ràng ba của em biết em nói những lời này không lạc tú hỏi ba tôi xin lỗi nha đúng là tôi rất sợ ba mình nhưng thầy đừng hòng nghĩ sẽ đi tố cáo tôi tôi dám cam đoan thầy gọi điện tới chưa chắc đã gặp được ông ấy thầy sẽ không thể qua được cửa ải thư ký kia đâu. Lưu Trí Cường có vẻ bình tĩnh và đắc ý. Hơn nữa tôi cũng hiểu ý thầy, có phải thầy định mời phụ huynh không? Lưu Trí Cường có vẻ tự hào khi nhìn thấy mánh khóe của Lạc Tú. Thầy có thể hỏi cái tên ngốc ở phía sau, đừng nói là ba tôi mà ngay cả toàn bộ phụ huynh của lớp ba này, thầy sẽ không thể mời được ai hết. Thầy chỉ là một giáo viên, cách làm này dễ nghe quá nhỉ. Nói khó nghe hơn, thầy chỉ là một người làm công ăn lương, còn chúng tôi, nếu không phải con nhà giàu có thì là con nhà quan chức, hoặc là con nhà quyền quý, hoặc là con của một nhân vật máu mặt nào đó ở Thông Châu, không phải là một kẻ làm công như thầy có thể lay động được. Lưu Trí Cường phân tích rất thấu đáo. Xã hội chính là thực tế như vậy, ngay cả kẻ ngu ngốc sau lưng thầy, là con trai của người đứng thứ hai ở Thông Châu, thế mà còn không mời được phụ huynh của chúng tôi. Thầy hãy suy nghĩ cho kỹ đi, thầy là cái thá gì so với anh ta? càng đừng nói đến việc mời ba mẹ tôi đến đây. Cho nên thầy sẽ không làm được, thầy hãy từ bỏ ý định đi. Sau này trong lớp số 3, tôi mới là người có tiếng nói cuối cùng, uất kim hương cũng là tôi nói mới tính. chương 65, không làm được. Nhìn thấy tên ngốc ngoài cửa kia không? Lưu Trí Cường chỉ vào Trần Hữu đang đứng ngoài cửa, đương nhiên Trần Hữu đã nghe thấy những lời này, dù rất tức giận cũng không dám nói gì. Vốn gì anh ta đến đây để xem trò cười của Lạc Tú, không ngờ lại bị mắng tới tấp, nhưng đối với con trai của lãnh đạo cao nhất ở Thông Châu thì đúng thật là Trần Hữu không dám nói lời nào. Cuối cùng, Trần Hữu không còn cách nào khác đánh tức giận bỏ đi, đến văn phòng chờ xem trò cười của Lạc Tú. Tên ngốc đó năm lần bảy lượt nhắm vào Lạc Tú, phải không? Lưu Trí Cường nói. Hàn Phong và đám người vây quanh Lưu Trí Cường gật đầu. Theo tính khí của họ Lạc kia thì chắc chắn đã trừng trị thầy ta từ lâu rồi, nhưng họ Lạc kia vẫn không làm điều này có nghĩa là gì có nghĩa là gì hàn phong hỏi con mẹ nó cậu thật là ngu ngốc điều đó có nghĩa là họ lạc kia không có khả năng đánh trả càng không có khả năng xử lý tên trần hữu ngu ngốc kia ngay cả trần hữu mà thầy ta còn không xử lý được thì sao có thể mời được ba tôi chứ cậu tưởng ba tôi nhàn rỗi lắm hay sao mà lại chịu đến trường chỉ vì việc tôi quậy phá hả à? lưu trí cường khoát tay nói còn có một điều nữa mà lưu trí cường không nói bởi vì nói ra sẽ rất mất mặt. Thật ra ngay cả Lưu Trí Cường gọi điện đến gặp ba thì cũng đều là thư ký nghe máy, phần lớn thời gian ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể liên lạc được với ba của cậu ta. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Lưu Trí Cường lại càng nổi loạn hơn. Nếu thầy ta có thể xử lý tên ngốc Trần Hiếu, có lẽ tôi còn sợ. Phân tích của Lưu Trí Cường không phải là không có lý, chỉ số IQ của cậu ta đã vượt quá IQ mà ở độ tuổi cậu ta nên có. Nếu không chắc chắn, cậu ta sẽ không làm chuyện này, nhưng nếu đã làm thì có nghĩa là cậu ta rất chắc chắn. Nhưng hiển nhiên là cho dù Lưu Trí Cường có thông minh đến đâu thì cũng không thể tính được Lạc Tú là ai. Hoặc chính vì sự thông minh này đôi khi sẽ đánh lừa cậu ta, cũng như lúc đầu cậu ta sẽ loại bỏ trước tiên khả năng Lạc Tú chính là Lạc Gia. Và điều này đủ để khiến cho Lưu Trí Cường gặp xui xẻo. Ha ha, dù sao tôi cũng muốn xem hôm nay có thể mời ba không nếu không mời được thì tôi xem sau này thầy ta có còn mặt mũi không. Tôi nghĩ trí cường à, lần này nhất định thầy lạc của chúng ta sẽ bị bại trong tay cậu. Một đám người bấn cợt, còn lưu trí cường lại thấy lâng lâng. Mà điện thoại di động của Hàn Phong cũng đổ chuông, là tin nhắn của lão đại cậu ta gửi đến, nhắc nhở rằng ngày mốt là cuối tuần, đừng quên đưa mấy bạn nữ đến đó. Đương nhiên Hàn Phong trả lời đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện của Lưu Trí Cường nhanh chóng trôi qua, có vẻ như chỉ để giao ai với Lạc Tú hoặc chỉ để tuyên bố với Lạc Tú rằng ở lớp 3 này ai mới là người quyết định. Khi Trần Hữu trở lại văn phòng, trước tiên anh ta rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó xác nhận lại lần nữa, cẩn thận suy nghĩ rồi xác nhận lại lần nữa. Lão Tôn, nếu tôi nói muốn mời ba của Lưu Trí Cường, ông nghĩ có được không? Trần Hữu hỏi rất nghiêm túc. Câu hỏi này khiến Tôn Huy Nam nói thẳng mà không do dự. Thầy Trần à, mặc dù cậu cũng có hậu thuẫn nhưng tôi nghĩ cậu không thể làm được chuyện này, thật sự không thể làm được. Tôi cũng nghĩ tôi làm không được. Nhưng tôi nói cho ông nghe, mới lúc nãy, tên Lạc Tú kia đã nói trước toàn bộ lớp 12 phần 3 rằng anh ta sẽ mời ba của Lưu Trí Cường qua. Hiện tại Trần Hữu vẫn nghĩ có phải mình đã nghe lầm hay không? Không thể nào, nếu cậu ta có thể mời được thì tôi sẽ chặt đầu làm trái banh. Tôn Huy Nam thể độc. Người đứng đầu thông châu, mỗi ngày hoặc đang họp hoặc đang đi trên đường hoặc đang xử lý các công văn hoặc đi khảo sát làm gì có thời gian cho chuyện cá nhân chứ tôn huy nam phân tích cậu ta nghĩ người đứng đầu nhàn nhã như vậy à vậy thì anh ta dựa vào điều gì mà lại dám nói như thế sau khi giao đấu mấy lần với lạc tú bị thất bại trần hữu đã thông minh hơn rất nhiều tôi nghĩ đây là một cơ hội tôn huy nam chợt nói cơ hội gì trần hữu sửng sốt cậu đi nói với hiệu trưởng trước sau đó cùng hiệu trưởng sắp xếp cho lạc tú tổ chức họp phụ huynh để xem có ai sẽ đến họp được ở lớp ba kia hơn nữa đừng quên trong tay cậu vẫn còn một lá bài chưa lật đó là diệp thánh đào đúng tại sao tôi không nghĩ tới nhỉ trần hữu đứng bật dậy trước lời nhắc nhở này bỗng trần hữu cười khẩy để tôi xem lần này anh có chết hay không tôi không tin lần nào anh cũng may mắn như thế Lạc Tú không đến văn phòng mà quay trở lại căn hộ vì anh để thông tin của Lưu Trí Cường ở đây. Ngay sau đó, Lạc Tú đã tìm thấy số điện thoại. Sau đó Lạc Tú bấm gọi mà không hề do dự. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, Lạc Tú cũng không tin, ngay cả uy tín của anh cũng không có. Quả thực trước đó không một giáo viên chủ nhiệm lớp nào có thể làm được điều này, nhưng Lạc Tú thì khác, ngay từ đầu anh đã không phải là giáo viên mà chỉ tạm thời thay thế, hơn nữa bản thân cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình điện thoại đã được kết nối một giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở bên kia xin chào đây là số điện thoại cá nhân của thị trưởng lưu tôi là thư ký của ông ấy xin hỏi anh tìm ai tôi tìm thị trưởng lưu xin lỗi ông ấy đang họp anh có thể cho tôi biết anh là ai hoặc có chuyện gì tôi sẽ đặt lịch hẹn cho anh thư ký nói ồ vậy thì nói với ông ta rằng lạc tú tìm ông ta nếu sau một phút nữa mà ông ta không gọi lại thì tự gánh lấy hậu quả lạc tú cúp luôn điện thoại lạc tú cũng không tốt tính như thế gọi điện cho ông ta vì chuyện của con cái ông ta đã là nể mặt lắm rồi nếu đối phương còn yêu sách gì nữa lạc tú cũng không quan tâm nếu thực sự không quan tâm lạc tú không ngại cho tên đó một bài học chẳng hạn như tát lưu trí cường đến chết đỡ rắc rối đừng nói đến hậu quả hay không cho dù có bất kỳ hậu quả nào thì lạc tú cũng sẽ không để ý tới nếu như thật sự khiêu khích anh những chuyện này không phải lạc tú không làm được bởi vì anh là tiên tôn những điều nhảm nhí linh tinh ở thế tục hoàn toàn không thể trói buộc được anh anh của kiếp trước sát phạt quyết đoán khi bực bội sẵn sàng giết một sinh linh cũng là chuyện bình thường bằng không sao anh lại được tôn làm tiên tôn chứ mà bên kia điện thoại rõ ràng là cô thư ký đang nén giận đây là ai vậy sao chảnh thế nhưng cuối cùng thư ký cũng đi thông báo bởi vì dù sao đây cũng là điện thoại riêng của thị trường. Giờ này Lưu Đức Kiên đang xem tài liệu. Thị trường, vừa rồi có một cuộc gọi rất kỳ lạ, một người tên là Lạc Tú đang tìm ngài. Thư ký nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 66, bảo ông ta đợi đi. Lưu Đức Kiên nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi. Dù sao ông ta cũng là người đứng đầu thông châu, có rất nhiều chuyện không thể qua được mắt ông ta gần đây lạc tú nổi danh như cồn sao ông ta lại không biết cho được xin chào anh lạc phải không ạ ồ thị trường lưu đang rất bận rộn sao lạc tú tỏ ra rất khó chịu anh lạc thật xin lỗi vừa nãy đúng là tôi đang xem tài liệu lưu đức kiên tỏ ý xin lỗi cũng không có chuyện gì to tát chỉ là con trai ông lưu trí cường đã mắc lỗi ở trường trung học uất kim hương mà trùng hợp thế nào hai ngày nay tôi lại là giáo viên chủ nhiệm lớp con trai ông chính là như vậy lạc tú nói xong liền dứt khoát cúp máy chuẩn bị xe lập tức chuẩn bị xe lưu đức kiên lập tức trở nên lo lắng ông ta có quan tâm con trai của mình không chắc chắn là có nhưng có đôi khi lưu đức kiên thực sự quá bận rộn nếu là người khác thì còn đỡ nhưng lần này vừa nghe người đó là lạc tú nếu chọc phải anh vậy thì chuyện này quả thực rất nghiêm trọng vì nếu chọc phải bất cứ ai khác ông ta đều có thể xử lý. Nhưng duy chỉ có lạc tú là ông cụ Diệp đã đánh tiếng trước với ông ta về người này. Hơn nữa, về chuyện lần trước của lạc tú ở Sơn Trang Long Đằng, Lưu Đức Kiên đã đích thân xem hết các tư liệu chi tiết. Ngồi ở cái ghế này, ông ta biết, có những người hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và thật không may lạc tú chính là một trong số những người đó. Nếu không giải quyết ổn thỏa, mọi chuyện sẽ thật sự trở nên rắc rối. Sau khi lên xe, Lưu Đức Kiên lập tức kêu tài xế lái đến trường trung học quất Kim Hương. Trên đường đi, ông ta rất sốt ruột và lo lắng. Thậm chí, Lưu Đức Kiên còn tự hỏi liệu có phải Lưu Trí Cường đã gây ra họa lớn gì không. Vì đã để Lạc Tú phải đích thân gọi điện tới thì đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Mà lúc này, Lưu Trí Cường đang nằm bò ra bàn ngủ một cách ngon lành. Lưu Đức Kiên đến rất đúng lúc, nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ học, ông ta chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Đối với những người rất quý trọng thời gian như Lưu Đức Kiên thì đây là một loại tra tấn, nhìn thấy con trai Lưu Trí Cường đang bỏ ra bàn mà đánh một giấc ngon lành, cơn giận của Lưu Đức Kiên càng lúc bùng lên dữ dội. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Giáo viên bước ra khỏi phòng học, Lưu Đức Kiên cũng sắp bùng nổ. Ngược lại, Lưu Trí Cường vẫn ngủ không biết trời đất là gì. Lưu Đức Kiên gần như xông vào lớp, nhìn thấy ông ta, các bạn học sinh lớp số 3 đều thấy rất hiếu kỳ, không biết ông ta là ai và tại sao lại vào đây. Lưu Đức Kiên túm tóc Lưu Trí Cường, lôi cậu ta dậy, sau đó giáng cho cậu ta một cái bạt tai. Lưu Trí Cường lập tức tỉnh ngủ, thậm chí còn bị đánh đến mơ hồ, không ngờ ở trường học lại có người dám đánh mình. Nhưng khi cậu ta mở mắt ra, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình kia liền xứ người lại. Ba, Lưu Đức Kiên vẫn chưa hả giận, lại vung tay tát con trai thêm một cái nữa, sau đó mới sầm mặt lại, Gào lên, mày theo tao ra ngoài. Lưu Trí Cường ôm mặt, nhìn Lưu Đức Kiên đứng ở hành lang mới hiểu ra hóa ra đây là thật, không phải mơ. Lớp số 3 nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Vừa rồi Chí Cường gọi người đàn ông kia là ba ư. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Không phải ba cậu ta thì ai dám đánh cậu ta như vậy chứ. Thầy là thật sự gọi ba cậu ta đến đây ư. Xong rồi, xong rồi, bây giờ tôi đi xin lỗi thầy là còn kịp không lần này trí cường chết chắc rồi vừa nãy cậu ta còn khoác lác lần này chắc chắn cậu ta sẽ bị thầy lạc chỉnh chết bấy giờ nhiều học sinh đã thật sự khiếp sợ không còn dám đùa cợt nữa vì nếu ngay cả ba của lưu trí cường mà thầy giáo cũng mời đến vậy thì phụ huynh của bọn họ thật sự rất có khả năng cũng sẽ được mời đến vậy thì gay gâu rồi đây sau này trong lớp này còn ai dám đối đầu với thầy lạc nữa bên ngoài hành lang có phải mày đã gây ra họa lớn rồi không lưu đức kiên hỏi thực tế đây là điều mà ông ta rất lo lắng nói đúng ra thì ông ta không sợ lạc tú dù sao ông ta cũng là thị trưởng của thông châu nhưng ông ta không muốn đắc tội với lạc tú càng không muốn giao lưu qua lại với anh vì dù sao thân phận của anh cũng hơi nhạy cảm lưu đức kiên không muốn có bất cứ một vết nhơ nào nhưng lần này vì thằng con trai kém cỏi mà ông ta không thể không đến nói chuyện với lạc tú mày đưa tao đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp mày lưu đức kiên tức giận nói lúc này vì trần hữu đã nghe kiến nghị của tôn huy nam nên anh ta bèn đến tìm hiệu trưởng nói chuyện một lúc lâu sau đó không còn cách nào khác đành phải gọi lạc tú đến bắt đầu cuộc họp thầy lạc bên ngoài hình như có người đang tìm anh một giáo viên bước vào nói anh nói với người đó là tôi đang họp bảo người đó đợi ở ngoài lạc tú đang ngồi trong phòng họp tất nhiên anh biết người đến tìm mình là ai nhưng bây giờ lạc tú đang rất không vui cứ để Lưu Đức Kiên đợi đi. Xin lỗi ông, thầy Lạc đang họp, thầy ấy bảo ông đợi ở ngoài này một lát. Vị giáo viên đó chạy ra thông báo cho Lưu Đức Kiên biết. Lưu Đức Kiên nghe vậy càng tức giận hơn, nhưng lại không dám rời đi. Vì trong chuyện này, quả thực ông ta đang ở thế đuối lý. Nhưng Lưu Đức Kiên đường đường là một thị trưởng, bảo ông ta đợi ở bên ngoài như vậy hình như cũng có chút không hợp tình hợp lý. Lúc này, ở bên trong, hiệu trưởng đã bắt đầu cuộc họp. Thầy Lạc, vì học sinh lớp 12 đã sắp tốt nghiệp, nhà trường cũng thấy nên tổ chức một buổi học phụ huynh, các lớp khác đã tổ chức, chỉ duy cho lớp 3 là chưa tổ chức, anh thấy sao? Vậy ý của hiệu trưởng là muốn tôi tổ chức một buổi học phụ huynh cho lớp 3 ư? Lạc Tú hỏi. Đúng vậy, lần này hình như hiệu trưởng cũng bị mê hoặc, ông ta bị Trần Hữu xúi dục, gài bẫy Lạc Tú. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cần phải tìm tôi đến để mở cuộc họp ư? lạc tú tỏ ra hơi ngạc nhiên và mất kiên nhẫn hừ một chuyện nhỏ nhặt ư trần hữu cười khẩy tỏ ý khinh thường chuyện này không phải chỉ là một chuyện nhỏ nhặt ư không phải chỉ là mở một buổi học phụ huynh thôi ư đối với lạc tú thì đây quả thực chỉ là một chuyện còn con những giáo viên khác nghe anh nói vậy liền thấy hơi khó chịu đối với một lớp bình thường thì việc học phụ huynh quả thực chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chỉ cần gọi điện thoại sau đó xác định thời gian là xong đến lúc đó các phụ huynh tự nhiên sẽ tới dự. chương 67, mời phụ huynh. Anh là con trai của nguyên phó thị trường, vậy tại sao anh cũng chỉ là một giáo viên? Lạc Tú cười khẩy, cũng cất giọng châm chọc. Nhưng dường như câu nói của anh đã chọc thẳng vào nỗi đau của Trần Hiếu, anh ta lập tức đập bàn đứng dậy, nói, họ lạc kia, đừng tưởng anh chiếm được lợi vài lần là cho rằng bản thân rất giỏi giang nhé. Đó chẳng qua là vì anh may mắn thôi, lần này tôi không tin là vận số của anh vẫn tốt như thế. Nếu anh thật sự có thể mời được phụ huynh của lớp 3 đến thì bây giờ anh cũng không phải là một giáo viên nho nhỏ, làm thuê cho người ta. Trần Hữu chế diễu lạc tú chính là vì anh ta nghĩ đến điều này, nên mới cảm thấy chuyện này rất đáng tin cậy. Quả thật, từ khi lớp 3 được thành lập đến nay không phải là chưa bao giờ tổ chức họp phụ huynh, thậm chí hiệu trưởng còn đích thân ra mặt, nhưng không mời được một phụ huynh nào đến. Thầy Lạc, đừng nói mấy lời to tát. So về trình độ và kinh nghiệm thì kinh nghiệm trong mười mấy năm đi dạy của chúng tôi ăn đứt cậu, chúng tôi không làm được thì dựa vào đâu mà cậu có thể làm được chứ. So về nhân mạch, thầy Trần đây còn là con trai của nguyên phó thị trưởng người đứng thứ hai thông châu, có máu mặt hơn cậu nhiều, cũng quen biết nhiều nhân vật có tên có tuổi hơn cậu. Người ta còn không làm được thì cậu dựa vào đâu mà nghĩ là mình có thể làm được. Trần Hữu từ nhỏ đã xuất thân trong một gia đình giàu có, quyền quý ở Thông Châu dù là bạn cùng lớp hay bạn bè của anh ta đều là những người được coi là có địa vị cao nằm trong giới thượng lưu của xã hội hơn nữa vì là con trai của nguyên phó thị trưởng nên quan hệ xã hội của trần hữu không chỉ rộng mà còn rất cao quý nếu so lạc tú với trần hữu thì lạc tú chẳng là cái thá gì cả chẳng lẽ cậu dựa vào việc mình là người đến từ một huyện nhỏ sao hay là dựa vào tấm bằng đại học bình thường của cậu giọng điệu mỉa mai chế giễu của tôn huy nam càng lúc càng lộ rõ Ông ta cầm chiếc bút bi xoay đi xoay lại trong tay. Cho dù Lạc Tú có làm được rất nhiều việc mà họ không làm được, nhưng ông ta vẫn rất coi thường anh, một con người không quyền không thế, không có gia thế không có chống lưng, lại nghèo kiết xác, nghe nói còn bị bạn gái bỏ. Đối với loại người như vậy, đương nhiên Tôn Huy Nam sẽ thấy mình cao quý hơn người ta một bậc. Dù sao nói thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng làm trong ngành giáo dục mười mấy năm, tất nhiên cũng sẽ có chút hiểu biết sâu rộng về cái ngành này. Cộng thêm việc ông ta vẫn luôn đứng về phía Trần Hiếu, vì thế có thể nói là lúc nào ông ta cũng nhắm vào Lạc Tú. Nhưng dù Tôn Huy Nam có chế diêu anh trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lạc Tú vẫn rất bình thản và điềm đạm. Hãy dùng sự thật để nói chuyện đi. Lạc Tú vẫn rất điềm tĩnh, không tranh luận với Tôn Huy Nam, làm vậy là quá tự hạ thấp bản thân. Còn Tôn Huy Nam lại nghĩ mình đã chiếm thế thượng phong, khiến Lạc Tú không nói được gì nữa, vì thế vẻ đắc ý trên khuôn mặt ông ta càng hiện rõ. Ngay cả Trần Hữu cũng tỏ ra hơi dương dương tự đắc. Họ Lạc kia, thành thật mà nói, cho dù mấy lần trước anh đều gặp may mắn, nhưng chung quy lại cũng chỉ là vì số anh đỏ thôi. Có những việc phải dùng thực lực để nói chuyện, so với tôi thì anh vẫn còn kém xa. Trần Hữu vô cùng đắc ý. Thực ra hôm nay anh ta cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Vì nói thế nào đi chăng nữa thì bản thân anh ta cũng được coi là phú nhị đại, từ nhỏ điều kiện của anh ta đã hơn rất nhiều người đi đến đâu cũng có người chủ động nịnh nọt, lấy lòng anh ta. Mặc dù năm lần bảy lượt phải chịu thiệt thòi trước mặt Lạc Tú, nhưng nếu so về lợi thế thì một người xuất thân từ một huyện nhỏ lên thành phố làm thuê như Lạc Tú lấy cái gì để so với anh ta đây? Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh cho lớp 3. Hơn nữa, tôi cũng sẽ mời tất cả phụ huynh của học sinh trong lớp 3 đến, không thiếu một ai hết. Lạc Tú bình tĩnh nói nhưng nét mặt của hầu hết các giáo viên đang có mặt ở đây đều hiện lên vẻ khinh thường và rẻ biểu. Theo bọn họ thấy, nếu Lạc Tú đã ngạo mãn như thế, vậy thì cứ để Lạc Tú làm đi, đợi đến ngày mai tự nhiên Lạc Tú sẽ phải tự nhận thức được rằng hôm nay anh đã rất khoác lác. Được, vậy chúng tôi sẽ mỏi mắt chờ mong, một vị giáo viên mỉa mai. Được, vậy tôi cũng chúc thầy là có thể thành công thuận lợi tổ chức được buổi học phụ huynh cho lớp 3 nhé, cũng để bọn tôi được mở rộng tầm mắt, xem xem một người xuất thân từ một quận huyện nho nhỏ lên thành phố làm thuê rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức nào. Đám người này luôn miệng nói, người làm thuê, luôn hạ thấp lạc tú, từng câu chữ của bọn họ đều thể hiện sự vinh váo, tự cho mình là hơn người, thậm chí là coi thường lạc tú. Nhưng bọn họ đã quên, nói khó nghe một chút thì bản thân họ cũng chỉ là những kẻ đi làm thuê, cũng nhận đồng lương từ người khác. Buổi họp đó vẫn tiếp diễn trong những ánh mắt xíu cợt và lạnh lùng của đám người đó, sau cùng hiệu trưởng nói mấy câu buổi họp này mới coi như kết thúc. đến bây giờ đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Lưu Đức Kiên đợi ở ngoài cửa sắp phát điên lên rồi. với thân phận và địa vị của ông ta, đường đường là thị trường, là người đứng đầu thành phố Thông Châu thì đây là lần đầu tiên có người vả vào mặt ông ta, bắt ông ta đợi lâu như vậy. ngay cả lúc ông ta lên tỉnh lị báo cáo với lãnh đạo trên đó cũng không bị người ta ghẻ lạnh như này. sau khi buổi họp kết thúc. Trần Hữu nói nhỏ với Tôn Huy Nam mấy câu khiến ông ta nhìn về phía Lạc Tú rồi bật cười ha hả. Lúc này, Lạc Tú đang đi ra phía cửa. Thầy Lạc, thế nào? Hôm nay không phải anh đã nói trước mặt tất cả học sinh lớp 3 là sẽ mời phụ huynh của Lưu Trí Cường đến sao? Trần Hữu nghĩa mai, tôi thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biết vị phụ huynh anh mời đã đến chưa nhỉ? Bấy giờ Lạc Tú đã bước đến cửa, đúng lúc này Lưu Đức Kiên cũng vừa khéo đưa con trai Lưu Trí Cường vội vàng đứng ở cửa chờ Lạc Tú. Trần Hữu vừa dứt lời liền nhìn lướt qua người Lạc Tú, thấy Lưu Đức Kiên đang đứng ở cửa với khuôn mặt hơi có chút nôn nóng cùng Lưu Trí Cường chỉ biết im lặng, không nói câu nào. Những giáo viên khác chưa bao giờ gặp thị trưởng thành phố, nhưng Trần Hữu đã từng gặp ông ta. Đầu tiên Trần Hữu còn tưởng mình bị hoa mắt, vì điều đó là không thể, với khả năng của Lạc Tú, làm sao anh có thể mời được Lưu Đức Kiên đến đây? nhưng sau đó anh ta đã phải thừa nhận điều đó vì lưu đức kiên đã lên tiếng dù lưu đức kiên đứng đợi ngoài cửa đã sắp phát điên lên rồi nhưng lúc nhìn thấy lạc tú ông ta vẫn phải nở nụ cười vì dù sao đó cũng là lạc tú mà ông ta cũng đang đuối lý thầy là thầy lạc phải không ạ thật xin lỗi gia giáo không nghiêm đã để thầy lạc phải phiền lòng rồi ạ lúc nói chuyện với lạc tú ông ta toàn dùng kính ngữ hơn nữa giọng điệu còn vô cùng khách sáo nhưng lạc tú phớt lờ câu nói đó của ông ta chỉ liếc nhìn lưu trí cường sau đó cố ý sầm mặt xuống không nể mặt lưu đức kiên một chút nào đã bỏ đi thẳng đừng nói là lưu đức kiên ngay cả trần hữu cũng xứng người lại đó là người đứng đầu thông châu đấy ai lại dám phớt lờ ông ta còn không nể mặt ông ta như vậy chứ nhưng lạc tú đã thật sự làm vậy còn đi thẳng không thèm mảnh đầu lại đầu tiên trần hữu rất sửng sốt sau đó cả người toát mồ hôi lạnh Lưu Đức Kiên là thị trưởng thông châu đấy. Chẳng lẽ Lạc Tú không biết sao? Còn dám lạnh mặt với người ta nữa chứ? Nhưng sau đó Trần Hiếu lại thấy đây là một cơ hội, anh ta có thể tiến tới nói vài câu, không chừng còn có thể làm thân với thị trưởng thành phố, móc nối được quan hệ với người ta. chương 68, Đại Lão tới cửa hỏi thăm. Lưu Đức Kiên nhanh chóng bước tới, sau đó cất tiếng gọi Lạc Tú ở đằng sau. Thầy Lạc, thầy Lạc, xin lỗi thầy, tôi rất xin lỗi thầy thầy đừng tức giận, là tôi đến muộn. Lạc Tú vẫn vờ như không nghe thấy, nhưng anh càng như vậy Lưu Đức Kiên càng nôn nóng, sốt ruột. Ông ta hung giữ chừng mắt nhìn Lưu Trí Cường, sau đó vẫn đi theo Lạc Tú. Tận đến lúc đi qua sân tập, đến căn hộ của Lạc Tú, sau khi mở cửa anh mới đáp lại một câu, bảo ông ta vào đi. Một câu đó của anh khiến hai ba con đang đứng ở cửa hơi thở phào nhẹ nhóm, vì Lưu Trí Cường thông minh nên cậu ta biết có lẽ đã lớn chuyện rồi. Lần này chắc chắn mình sẽ bị thầy giáo trị chết. Hai ba con cùng bước vào, nhưng Lạc Tú không thèm nhìn Lưu Trí Cường lấy một cái, chỉ nói ai cho em vào, mau ra ngoài đi. Lưu Trí Cường lại ngoan ngoãn bước ra. Đóng cửa vào, Lưu Trí Cường lại ngoan ngoãn đóng chặt cửa vào, nhưng cậu ta vẫn cố ý để chừa một khe cửa, vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình bên trong cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên trong. Lạc Tú ra hiệu cho Lưu Đức Kiên ngồi xuống, sau đó chỉ im lặng không nói một lời nào. Thực ra Lưu Đức Kiên ngồi ở cái ghế thị trưởng bao năm nay, trên người ông ta đã toát ra một khí thế mà người bình thường không có được. Theo lý mà nói, cho dù cứ ngồi trầm mặc như vậy thì người không chịu được đầu tiên ắt hẳn phải là Lạc Tú. Nhưng lần này người đó lại là Lưu Đức Kiên, thậm chí ông ta còn thấy lúc đối diện với lãnh đạo cấp cao cũng không có áp lực lớn như thế. Sau khi không chịu được khí thế toát ra từ người Lạc Tú cùng bầu không khí này nữa, cuối cùng Lưu Đức Kiên cũng lên tiếng. Thầy Lạc, Lưu Đức Kiên đang định nói thì Lạc Tú lại đưa cho ông ta một tập tài liệu. Tập tài liệu đó ghi lại một cách vô cùng chi tiết những gì Lưu Trí Cường đã làm ở trường trong 3 năm qua. Lưu Đức Kiên càng đọc càng thấy tức giận, càng đọc càng thấy con trai mình rất quá quát. Đây chỉ là những điều giáo viên biết, vẫn còn rất nhiều điều mà giáo viên không thể biết được. Xem ra thị trưởng Lưu bận rộn đến nỗi không biết một tí gì về những chuyện con trai ông làm ở trường nhỉ." Lạc Tú nói, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. "Ha ha, vì công việc bận rộn quá nên quả thực gia đình đã có chút lơ là trong việc quan tâm, dạy bảo cháu đã khiến thầy Lạc phải phiền lòng rồi ạ." À. Lưu Đức Kiên cười xòa. "Thị trưởng Lưu có cái nhìn thế nào về tương lai của Thông Châu?" Lạc Tú đột nhiên chuyển chủ đề, tựa như một vị lãnh đạo cấp cao đến thị sát. Câu nói này của anh khiến Lưu Đức Kiên xứng người lại, ông ta cũng có ảo giác đó, vô thức trả lời mấy câu nhưng lại thấy hơi có gì đó sai sai. Theo tôi thấy, tương lai của Thông Châu nằm trong tay những nhân tài trẻ tuổi, bọn họ mới là tương lai và hy vọng của Thông Châu. Thị trường Lưu, ông mở miệng là GDP, khép miệng thì là quy hoạch với xây dựng, khó tránh khỏi có chút bỏ gốc lấy ngọn, tôi nói có đúng không? Lạc Tú đột nhiên chất vấn. Sau đó không đợi Lưu Đức Kiên kịp phản ứng lại, Lạc Tú đã tiếp lời, bỏ những vấn đề này sang một bên, ở đây tôi là giáo viên, ông là phụ huynh, nhưng người làm phụ huynh như ông đã quá thất trách rồi đấy. Làm ba Lưu Chí Cường mà tình hình con trai ở trường học thế nào ông cũng không biết. Lưu Trí Cường ở bên ngoài nghe mà sững sốt, thậm chí còn kinh ngạc đến há hốc mồm. Vì ngoài lãnh đạo cấp cao, sợ là cả cái thông châu này cũng không có ai dám lên giọng dạy dỗ ba cậu ta như vậy. Thầy Lạc này quá trâu bò mấu chốt là thái độ của ba cậu ta còn vô cùng hối lỗi tận lực nhận lỗi sau khi bị giáo huấn một lúc lâu lưu đức kiên sầm mặt bước ra ba lưu trí cường hỏi dò đi theo ba lưu đức kiên sách con trai mình đi ra ngoài trường học tận đến khi đã ra hẳn ngoài trường ông ta mới tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói con nghe cho rõ đây ba không cần biết lúc trước ở trường con nghịch ngợm hiếu động thế nào ba cũng không muốn truy cứu những lỗi lầm trước đó của con nhưng bắt đầu từ hôm nay con có thể chọc vào bất cứ ai duy chỉ có thầy lạc kia là con tuyệt đối không được chọc vào nhớ cho kỹ ba không nói đùa với con đâu mặc dù con hơi nghịch ngợm một chút nhưng con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh với sự thông minh đó của con ba nghĩ hẳn là con hiểu ý của ba nên nhớ cho kỹ vào còn nữa nếu có thể thì hãy thường xuyên qua lại làm thân với thầy giáo lạc đó tạo quan hệ với thầy ấy sau này sẽ có lợi cho con đấy Lư Đức Kiên không trách phạt Lưu Trí Cường hoặc mắng cậu ta một trận. Vì thực ra làm sao một người làm ba như ông ta lại không hiểu đứa con trai này của mình được. Chỉ là có đôi khi quá bận rộn, không thể đích thân hỏi han, quan tâm đến cậu ta, nhưng những lời này là ông ta đã nói bằng thái độ rất nghiêm túc. Ông ta cũng không nói cho Lưu Trí Cường biết thân phận thật của thầy Lạc, hoặc Lưu Trí Cường cũng không đoán được. Nhưng Lưu Đức Kiên biết rõ, Lạc Tú không phải là người có thể bị ràng buộc bởi những thứ trần tục như tiền tài, quyền lực. Hơn nữa lần này Lạc Tú cũng coi như là đã không không trách phạt lỗi lầm cũ. Bằng không, nếu thật sự tính toán ra thì dù Lưu Đức Kiên không sợ, nhưng chung quy lại ông ta vẫn thấy vô cùng phiền phức. Sau khi Lưu Đức Kiên rời đi, Lưu Trí Cường vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Cậu ta luôn ngoan ngoãn nghe và làm theo những gì ba mình nói, nếu ba đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có nguyên do gì đó chỉ là lưu trí cường thực sự không hiểu, trông thầy lạc thâm tàng bất lộ là thế, tại sao lại lợi hại đến vậy nhỉ? Quay về lớp học, lưu trí cường hơi buồn bã, chán nản. Dù sao trên mặt cậu ta vẫn còn in hẳn dấu ngón tay của hai cái tát vừa nãy. Trí cường, thế nào rồi? Một đám người vây đến hỏi. Các bạn học, xin lỗi nhé, e là tôi cũng thua thầy lạc rồi. Các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi vừa bị ba lôi ra ngoài, tôi nói cho các bạn biết, khi nãy thầy là còn mắng ba tôi một trận đấy. Cái gì cơ? Không phải chứ? Ôi chao, sao thầy lạc lại châu bò đến vậy chứ? Không chỉ gọi ba cậu đến mà còn mắng ba cậu một trận ư. Hai, sau này mọi người tự cầu phúc cho mình đi. Lưu Trí Cường lại ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Các bạn học của lớp 3 vô cùng khiếp sự, rất nhiều người đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Nhưng vẫn còn những người tỏ ra không phục. Ha, lấy phụ huynh ra để uy hiếp chúng ta ư. Lưu Trí Cường chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi. chương 69, bạo chú học đường nghiện Internet. Nửa tiếng trước, ngay khi Lưu Đức Kiên vừa đi khỏi thì điện thoại của Lạc Tú đổ chuông. Lạc Tú thấy trên màn hình hiển thị số lạ, sau đó anh ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Lạc Tú hỏi. Diệp Thánh Đào, đại ca của trường trung học phổ thông Uất Kim Hương. Không có chuyện gì khác, tôi chỉ muốn nói cho thầy biết một chuyện là đừng có nhiều lời thì thầy sẽ được an toàn còn nếu thầy dám lắm mồm hoặc gây ra phiền phức gì đó cho tôi thì tôi không ngại phế một chân của thầy đâu nếu thầy không phục thì cứ đến phòng lưu trữ hồ sơ xem thông tin của tôi là thầy sẽ hiểu nói xong đối phương lập tức cúp máy đối phương gọi điện đến để đe dọa cũng là để cảnh cáo lạc tú hơn nữa cậu thanh niên này còn rất ngang ngược lạc tú đứng dậy đi đến văn phòng của hiệu trưởng vì anh có tất cả thông tin, lý lịch của học sinh trong lớp này, chỉ thiếu duy nhất thông tin của Diệp Thánh Đào. Thầy muốn lấy lý lịch của Diệp Thánh Đào ư, hiệu trưởng tỏ ra rất kinh ngạc, lại nói, thầy lạc, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện. Cậu học sinh Diệp Thánh Đào đó không phải người bình thường đâu, hay là cậu cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Dường như hiệu trưởng không muốn nhắc đến Diệp Thánh Đào, nhưng điều này lại khiến Lạc Tú càng thấy tò mò hơn. Thầy Lạc, hẳn là cậu có đã được nghe về nhà họ Diệp rồi chứ? Hiệu trường cười, đầy vẻ bất lực. Cậu học sinh đó là người nhà họ Diệp, vì thế cũng có chút phiền phức. Ông ta thở dài nói, thôi bỏ đi, cậu xem lý lịch của cậu ta là sẽ hiểu. Cuối cùng, hiệu trưởng vẫn đưa lý lịch của Diệp Thánh Đào cho Lạc Tú xem. Diệp Thánh Đào, đại ca của lớp 12 phần 3 trường trung học phổ thông Uất Kim Hương, ngày đầu tiên nhập học đã dẫn người đi đánh nhau một trận ở ngoài trường, ba người chết 12 người bị thương nhưng cậu ta lại thoát tội do gặp may ngày thứ hai diệp thánh đào đẩy một giáo viên xuống cầu thang khiến giáo viên đó bị gãy một chân sau sự việc ấy giáo viên đó lại chủ động nói là mình không cẩn thận bị ngã may mà có diệp thánh đào kịp thời cứu giúp tháng thứ hai sau khi nhập học cậu ta lỡ tay đốt nhà vệ sinh nhưng phía nhà trường lại không hề truy cứu trách nhiệm hay có thể nói là không dám truy cứu ngay sau đó cậu ta lại cầm đầu gây nên một cuộc ẩu đả với trường trung học thực nghiệm số 3 ở phía nam thành phố Thông Châu khiến mười mấy học sinh của trường đó bị thương, phải nằm viện. Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều tra vụ việc thì phát hiện ra chuyện này không liên quan gì đến Diệp Thánh Đào, hơn nữa còn có người chứng minh cậu ta chỉ đi ngang qua. Sau đó, cậu ta tỏ tình với một nữ sinh, bị cô gái đó từ chối, cậu ta liền đột nhập vào ký túc xá của nữ sinh, thậm chí còn đánh gì quản lý ký túc xá bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, hai bên đã hòa giải riêng tư, không truy cứu trách nhiệm nữa. Những chuyện này chỉ diễn ra trong cùng một ngày. Vào cuối tháng thứ hai, Diệp Thánh Đào xảy ra tranh chấp với người khác trong căng tin, đánh 5 người bị thương. Sau đó, ngay trong ngày hôm ấy, cậu ta bỏ thuốc sổ vào đồ ăn trong ký túc xá khiến ít nhất là hơn 300 người bị đau bụng. Chuyện này bị phía nhà trường cố ý che giấu, không bị lộ ra ngoài. Ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi nhập học, Diệp Thánh đào cãi vã với người khác dẫn đến xô sát, cuối cùng cậu ta còn đẩy học sinh đó từ trên sân thượng xuống. May mà đối phương ngã xuống lùm cây rồi rơi xuống, mặc dù không bị thương nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến cậu học sinh đó bị tàn tật, lập tức thôi học. Nhưng sau cùng lại có hơn 100 học sinh đứng ra chứng minh là bạn học sinh kia muốn nhảy lầu tự tử, còn Diệp Thánh Đào lại muốn cứu người ta. Sau đó cậu ta còn cầm dao xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng, đánh một giáo viên bị thương, cuối cùng hiệu trưởng vẫn không truy cứu việc đó. Lạc Tú đoán, có lẽ là cậu ta đã uy hiếp hiệu trưởng, và sau cùng ông ta phải thỏa hiệp. Chiến tích thứ hai của Diệp Thánh Đào là trốn học, có thể nói cậu ta là một học sinh mà ngay cả ngày khai giảng cậu ta cũng không thèm đến trường. Ba năm qua, cậu ta đã liên tục trốn học từ lớp 10 cho đến lớp 12 và sắp tới là tốt nghiệp. Có thể nói là gần như không bao giờ thấy mặt cậu ta ở trường. Nhìn những tài liệu về Diệp Thánh Đào, Cuối cùng Lạc Tú cũng hiểu tại sao cậu ta trốn học nhiều như vậy mà phía nhà trường lại không có bất cứ động thái nào. Vì cậu ta ở trong trường thật sự là một tai họa, hoặc có thể ví cậu ta như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Gần như không có chuyện xấu nào mà Diệp Thánh Đào không làm, nhưng lần nào cậu ta cũng không bị phạt hoặc khiến bản thân không bị dính líu đến. Thầy Lạc, tôi khuyên thầy tốt hơn hết là đừng can dự vào chuyện này, tôi làm vậy là muốn tốt cho thầy thôi cũng là vì trường trung học uất kim hương hiệu trưởng lại lên tiếng khuyên can không phải ông ta không muốn quản diệp thánh đào chỉ là diệp thánh đào thực sự là người mà ông ta không thể chọc vào thấy lạc tú muốn can thiệp vào chuyện này hiệu trường cũng ra sức khuyên ngăn nhưng lạc tú chỉ mỉm cười dám gọi điện uy hiếp anh ư lạc tú không nói gì nhiều với hiệu trưởng mà chỉ đi thẳng ra khỏi văn phòng của ông ta sau đó gọi điện cho diệp kính bình Khoảng thời gian này Diệp Kính Bình đang tu dưỡng, thấy Lạc Tú muốn tìm mình, ông ta thấy hơi ngạc nhiên, sau đó còn gọi cả con trai thứ ba của mình đến. Một tiếng sau, Diệp Kính Bình và con trai thứ ba của ông ta, Diệp Quốc Huy đã đến. Lạc ra, Diệp Quốc Huy rất cung kính với Lạc Tú, ông ta tỏ ra rất kích động. Dù sao Lạc Tú cũng đã từng cứu mạng ông ta, hơn nữa Lạc Tú cũng được coi là cứu cả mạng ba ông ta, Diệp Kính Bình. Em chào thầy ạ. À. Diệp song song ở bên cạnh gật đầu chào Lạc Tú. Lạc ra, sao cậu lại có hứng thú đến trường uất kim hương vậy? Diệp Kính Bình rất tò mò. Tôi đang giúp người ta chút chuyện nhỏ, bảo vệ một người. Lạc Tú đáp. Diệp Kính Bình hiểu ý, vì kể ra thì người đó cũng là người mà ông ta móc nối trong lúc giới thiệu. Ha ha, Lạc ra, con trai tôi cũng học ở trường đó, hy vọng thầy Lạc có thể quan tâm, dạy bảo. Diệp Quốc Huy cười nói bây giờ tôi đang là giáo viên chủ nhiệm của con trai ông. Lạc Tú nói rất thẳng thắn, không hề tỏ ra khách sáo. Ồ, vậy, là chuyện của Thánh Đào ư? Diệp Kính Bình lập tức cắt ngang lời của Diệp Như Hồ, ông ta gần như ngay tức khắc hiểu ý của Lạc Tú. Phiền thầy lạc quá, đã để thầy phải phiền lòng rồi, còn đích thân gọi điện kêu chúng tôi đến nữa. Diệp Kính Bình bắt đầu tỏ ra ái náy. Dù sao với kinh nghiệm sống của mình, đương nhiên là ông ta biết Lạc Tú gọi mình đến chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Lạc Tú cũng không nói gì, chỉ gọi một cú điện thoại, sau đó bật loa ngoài cho ba người kia cũng nghe. Mẹ kiếp, thầy còn dám gọi điện cho tôi à? Tốt nhất là thầy đừng có mà lắm lời, ông đây đang nhắc nhở thầy một lần cuối cùng đấy. Nếu không, lần sau tôi sẽ cho thầy đẹp mặt, nếu thầy không phục thì có thể đến quán nét thiên vực tìm tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp thầy. Nói xong, đối phương lập tức cúp máy. Diệp Quốc Huy đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Diệp Quốc Huy cũng được coi là một đại lão có máu mặt, có tiếng tăm ở Thông Châu. Chỉ riêng việc bá chủ thế giới ngầm của thành phố Thông Châu, Hồng Biêu là đàn em của ông ta đã có thể chứng minh tất cả. Nhưng, bây giờ ông ta lại bị dọa sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Lạc Tú là ai chứ? Người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết ư? Chương 70, ông nội cậu đến rồi thực ra quán nét thiên vực khá gần trường trung học Uất Kim Hương, cũng không phải là một quán nét có chất lượng tốt nằm trong khu vực phát triển của thành phố Thông Châu. Nhưng hôm nay, một chiếc Rolls Royce Phantom đã dừng lại trước cửa quán nét nhỏ này. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hơi quái lạ, vì không thể có người lái Rolls Royce Phantom đến đây lên mạng được. Tầng 2 của quán nét này tương đối rộng rãi, nhưng không hề yên tĩnh. Mẹ kiếp, con mẹ nó mày là học sinh tiểu học à, có biết chơi không đấy? Ô, oh, đây là một đám đồng đội ngu như heo. Tiếng chửi bới sen lẫn mùi khói nồng nặc chính là tầng 2 của quán nét này. Ở cuối dãy máy vi tính có một cậu thiếu niên đang ngồi, mái tóc dài bết dính vào nhau, trông có vẻ đã hơn nửa năm không gội đầu, quần áo trên người cũng vô cùng bẩn thỉu. Trên khuôn mặt cậu ta có hai quầng thâm mắt đen xì cộng thêm làn da trắng đến nhợt nhạt, trông không khác gì một cương thi. Nhưng cậu thiếu niên này có khí chất khác với những người khác, giữa đôi lông mày của cậu ta toát ra một vẻ sắc bén. Lúc này trong miệng cậu ta đang ngậm một điếu thuốc, mắt nhìn chầm chầm vào màn hình. Lạc tú nhân mũi, sau đó vỗ vỗ vào vai cậu thiếu niên, cậu ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn lạc tú một cái rồi lại quay đầu nhìn chầm chầm vào màn hình. Đây là địa bàn của cậu ta, ở đây không ai dám động đến cậu ta hết. Dù sao cậu ta cũng là người trả tiền chơi nét cho đám người ngày nào cũng cắm dễ ở quán nét này vì thế Diệp Thánh Đào cũng không quan tâm. Lạc Tú cầm hộp thuốc lá trên chiếc bàn trước mặt Diệp Thánh Đào, sau đó rút một điều ra rồi tiếp tục vỗ vai Diệp Thánh Đào. Lần này cậu ta đã có chút khó chịu, cười khẩy một tiếng, sau đó lại quay đầu lại nhìn Lạc Tú, trong mắt hiện lên một tiêu uy hiếp. Sau khi ném cho Lạc Tú một cái nhìn dữ tợn, cậu ta lại quay đầu nhìn chầm chầm vào màn hình. Lạc Tú cũng không tức giận mà vươn tay, nắm lấy dây điện, sau đó rút mạnh một cái, màn hình máy tính lập tức đen ngòm. Diệp Thánh Đào chậm rãi quay đầu lại, còn mỉm cười với Lạc Tú. Trước khi hỏi mày là ai, tao phải nói cho mày biết một chuyện là, dù mày có là ai đi chăng nữa thì hôm nay mày cũng phải bỏ ra khỏi đây. Lúc chơi game bị người khác rút dây điện là một chuyện khiến người ta vô cùng vô cùng bực bội. Sau khi nói xong câu này, Diệp Thánh Đào hút hết điếu thuốc trong miệng, sau đó phun ra một làn khói mới nhìn Lạc Tú. Nói đi, mày là ai? tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Được, được lắm, đã rất lâu rồi tôi không được gặp một kẻ không biết sợ chết là gì như này. Hôm nay nếu thầy không bỏ ra khỏi đây thì tôi không mang họ Diệp nữa. Các anh em, Diệp Thánh đào gào lên, hơn 50 người ngồi trên tầng 2 của quán nét lập tức đứng dậy. Diệp Thánh Đào siết chặt cái gà tàn trong tay, rồi nhìn Lạc Tú với vẻ khinh bỉ. Lạc Tú thấy vậy chỉ mỉm cười, sau đó hỏi, cậu như vậy không sợ ba cậu đến đây đánh cậu à? Ha, ông đây ở nhà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh, đừng nói là đánh tôi, ba tôi nhìn thấy tôi bị ngã một cái đã đau lòng muốn chết rồi. Đó là sự thật, không phải cậu ta đang khoác lác. Lần này cậu có thể hỏi ba cậu rồi." Lạc Tú đứng sang một bên, nở một nụ cười sâu xa. Người đứng sau Lạc Tú chính là Diệp Quốc Uy. "Ba, sao ba lại tới đây?" Mặc dù Diệp Thánh Đào rất bất ngờ, nhưng dường như nhìn thấy ba mình cậu ta chẳng hề sợ hãi một chút nào hừ thầy cũng có chút bản lĩnh đấy gọi được cả ba tôi đến đây nhưng tôi vẫn nhắc lại câu đó thầy tưởng gọi ba tôi đến là có thể trị được tôi hả Diệp Thánh Đào nhìn lạc tú tỏ ra vô cùng khinh thường cậu ta tin tưởng tuyệt đối rằng ba cậu ta sẽ đứng về phía mình sau đó Diệp Thánh Đào rút một điếu thuốc ra vừa chuẩn bị đưa cho Diệp Quốc Huy vừa cười khẩy nói cho dù có ba tôi ở đây thì hôm nay thầy cũng phải bỏ ra khỏi đây chat một cái tát bất thình lình giáng xuống mặt diệp thánh đào cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã phải hứng thêm một cú đạp nữa cậu ta bị diệp quốc huy đá thẳng vào góc tường ba diệp thánh đào sửng sốt đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh lần đầu tiên bị ba đánh ba ba làm gì vậy chẳng phải chỉ là một giáo viên thôi sao sao ba lại đánh con diệp thánh đào thấy hơi khó hiểu diệp quốc huy không nói gì chỉ nhặt cái gà tàn thuốc lá trên mặt đất lên Lúc này Lạc Tú đã quay người đi xuống lầu với điếu thuốc trong miệng. Sau đó, Lạc Tú vừa xuống lầu thì, dầm, một cái, Diệp Thánh Đảo bị ném thẳng từ trên tầng 2 xuống. Lạc Tú cũng không nói gì, chỉ đứng dựa vào xe, nhìn Diệp Thánh Đảo máu me đầy đầu. Bây giờ Diệp Thánh Đảo vẫn đang trong trạng thái hoang mang, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vì từ nhỏ đến lớn ba cậu ta chưa bao giờ nỡ đánh cậu ta dù chỉ một lần, nhưng lần này lại đánh cậu ta đến mức thừa sống thiếu chết như vậy. Diệp Thánh Đào ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Kính Bình đang đứng dưới lầu, sầm mặt xuống, bên cạnh còn có Diệp Song Song. Chép mới luôn có tại tê. Ông nội, cứu cháu với, ba cháu bị điên rồi. Trong ấn tượng của Diệp Thánh Đào thì ông nội là người thương cậu ta nhất, dù có đôi khi cậu ta lỡ tay giết người nhưng ông nội vẫn là người đứng ra thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho cậu ta, hơn nữa còn không trách mắng cậu ta nửa câu nhưng lần này thứ mà diệp thánh đào nhận được không phải là tình yêu thương của ông nội mà là một cây gậy cây gậy đập mạnh lên đầu diệp thánh đào khiến cậu ta không những bị đau mà còn hoàn toàn trở nên choáng váng mà lúc này diệp quốc Huy cũng đã xuống đến nơi ông ta nhanh chóng bước tới đạp một cú cực mạnh vào eo diệp thánh đào một tiếng răng rắc vang lên giòn giã xương sườn của cậu ta đã bị đạp gãy đánh đánh chết nó cho tao Diệp Kính mình tức giận đến nỗi thực sự muốn đánh chết Diệp Thánh Đào. Bấy giờ Diệp Thánh Đào đã thật sự sợ hãi, ngay cả ông nội cũng muốn đánh chết mình ư. Diệp Quốc Huy túm lấy cổ áo Diệp Thánh Đào, sau đó vung tay giáng cho cậu ta hai cái bạt tai, ba cái răng bay ra ngoài. Tiểu Huy, đừng thật sự đánh đến nỗi gây chết người. Lạc Tú nói xong câu đó bèn lên xe. Tiểu Huy, thầy Lạc dám gọi ba mình là Tiểu Huy ư, rốt cuộc thầy ấy là ai, Diệp Thánh Đào thầm nghĩ. Cuối cùng, có thể nói là Diệp Thánh Đào đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, không còn ra hình người nữa. Sau đó bọn họ quay về trường học. Trong lớp 3, Trí Cường, vừa rồi cậu gọi điện cho đại ca Diệp làm gì vậy? Vài cậu học sinh hỏi. Tôi làm vậy là để bịt miệng cậu ta, lần này không thể trách là làm anh em mà lại không giúp đỡ, chỉ là tôi sợ bị liên lụy thôi. Trí Cường, đó là đại ca Diệp đó, cậu nói thầy là có thể mời ba cậu đến đã rất đáng kinh ngạc rồi, nhưng chắc gì thầy ấy đã có thể mời cả ba đại ca Diệp đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 71 chạy tới xin lỗi. Cả lớp bỗng sụp sôi. Đại ca Diệp là nhân vật làm mưa làm gió, quyền lực nhất ở quất kim hương này, được vang danh học sinh trung học mạnh nhất trong lịch sử, nhưng hiện giờ thì lại thê thảm không khác gì một con chó. Dáng vẻ đó khiến bao người phải khiếp sợ, đặc biệt là khi vệt máu đỏ tươi chảy dài, trông thực sự chói mắt vô cùng. Các cậu mau nhìn kìa, hình như đó là ông nội của Diệp Thánh Đào thì phải, là ông cụ Diệp đó. Đúng rồi, kẻ quyền thế trong số những kẻ quyền thế. Giờ ông ta đang đi chung với thầy Lạc, nhìn dáng vẻ giống như đang cười làm lành thì phải. Trước đó lớp số 3 có mấy người còn tỏ rõ thái độ không phục, nhưng giờ thì họ đã phục hoàn toàn rồi. Từng nét biểu cảm trên khuôn mặt họ như thể hiện rõ trí hướng nghĩ đến lại sợ. Rốt cuộc thì thầy Lạc có địa vị thế nào nhỉ? đến Diệp Thánh Đào mà cũng bị thầy ấy đánh có ba quyền đã lăn lốc thế rồi. Chí Cường, lần này đại ca Diệp thảm hại như thế là do cậu hại đấy. Chúng ta có nên đi tới xin lỗi thầy Lạc không nhỉ? Lúc đặt chân tới căn hộ nơi Lạc Tú ở, Diệp Quốc Huy vác theo Diệp Thánh Đào rồi thẳng tay ném cậu ta trước cửa căn hộ, hoàn toàn không màng đến một Diệp Thánh Đào đang rơi vào trạng thái bi đát nửa sống nửa chết kia. Lạc ra, vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu, trở về tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc này một trận ra trò. Diệp Quốc Huy buông lời xin lỗi trước. Con mẹ nó chứ, mày đừng có giả chết trước mặt tao nữa, mau chạy tới quỷ gối trước mặt lạc ra xin lỗi cho tao. Diệp Quốc Huy dơ một chân đá mạnh vào người Diệp Thánh Đào, nhưng ông ta đâu có ngờ, Diệp Thánh Đào giờ phút này đã ngất từ bao giờ rồi. Thật sự mà nói thì đối với Diệp Thánh Đào, Diệp Quốc Huy cũng giống Diệp Kính Bình, hai người họ cực kỳ cưng chiều cậu ta, nhưng ngay khác này, Diệp Quốc Huy không thể không ra tay tàn nhẫn được. Bởi vì chỉ cần một hành động hay cử chỉ không tốt thôi có thể đẩy nhà họ Diệp đến bước đường rước họa lớn ngập trời. Mánh khóe, bản lĩnh của lạc tú thế nào bọn họ đã tận mắt chứng kiến, kiểu người như thế có thể ba quyền là đánh bại cả vạn thiên sơn, một. Anh thực sự là một nhân vật cực kỳ kinh khủng. Nhân vật tầm cỡ như vậy thì ai dám chọc. Thôi bỏ đi, đứa nhỏ này cần phải dạy dỗ nhiều nữa mới được, ông cụ Diệp, lần này là vì tôi có quen biết với nhà họ diệp từ trước nên mới vậy nhưng lần sau thì tính sao đây lạc tú lên tiếng nhắc nhở lời vừa thốt ra khỏi miệng ngay lập tức đã khiến diệp kính bình toát mồ hôi lạnh câu nói này quả thực không sai lúc này đây cháu mình đắc tội với người có quen biết với nhà họ diệp hơn nữa quan hệ đôi bên cũng không tệ lắm nhưng tiếp theo thì sao chứ nếu lại đắc tội với người không thể trêu vào vậy thì mọi chuyện chẳng phải sẽ rất khó giải quyết hay sao tuy nhà họ diệp có quyền thế và địa vị thật nhưng ắt vẫn sẽ tồn tại những người mà nhà họ diệp không thể trêu vào may là lần này lạc tú không truy cứu nếu không mọi chuyện chắc chắn sẽ loạn tung lên rồi mà đúng rồi ngày mai tôi có cuộc họp phụ huynh ông nhớ tới đấy lạc tú nhìn diệp quốc huy nói diệp quốc huy nghe xong cũng gật đầu lạc ra hôm nào đó tôi chắc chắn sẽ mở tiệc xin lỗi cậu diệp quốc huy nói xong cũng rời đi đương nhiên diệp thánh đào cũng bị lôi đi theo nếu vẫn tiếp tục không được nghỉ ngơi điều trị thì cậu ta thực sự sắp chết đến nơi rồi ngồi trên xe diệp thánh đào bày ra vẻ mặt oan ức hỏi vì cái gì thằng con mất dậy này mày còn mặt mũi để mở miệng hỏi nữa à suýt chút nữa là nhà họ diệp đã bị mày phá nát rồi mày nghĩ ba mày làm vậy là để đánh mày sao ba mày đang cứu mày với nhà họ diệp đấy mày nghĩ chủ nhiệm lớp của mày là ai hả cái mạng này của ba mày cũng do người ta một tay cứu đấy. Diệp Quốc Uy quát lớn, nếu không phải Diệp Thánh Đào bị đánh đến nỗi thân xác nát như sắp chết thì có lẽ ông ta sẽ nhấc chân lên đá thằng con mình thêm mấy phát nữa mới hả. Thầy ấy là Lạc Gia Ư, Diệp Thánh Đào ngây ngốc. Chứ còn ai được nữa? May là người ta không muốn so đo thua thiệt với mày, chứ không thì chỉ một đầu ngón tay của người ta thôi cũng đủ để ấn chết 10 cái mạng như mày. Đến ông nội mày còn không dám nói chuyện trước mặt anh ta như thế mà con mẹ nó, một thằng quát như mày dám ngông cuồng trước mặt người ta như thế. Diệp Quốc huy nghĩ lại thêm giận, thuận tay tát thẳng lên mặt Diệp Thánh Đào một cái. Xem như lần này mày may mắn nhặt lại được cái mạng, lúc ấy ba mày còn bị mày dọa đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh, mà mày vẫn còn đứng đó điên rồi tìm cái chết. Khuôn mặt Diệp Quốc huy lạnh băng, ngay giờ phút này, ông ta có cảm giác như mình vừa dạo một vòng cửa âm phủ về. Bởi vì thực tế, người càng lợi hại thì tính tình lại càng kỳ quái có thể tự dưng tức giận rồi lại không mà một khi họ đã tức lên thì chỉ có thể gói gọn trong hai từ tai hỏa thôi sau khi tức giận xả một tràng dài diệp quốc huy cảm giác đầu đau kinh khủng ông ta tự hỏi sao mình lại sinh ra một thằng con mốc thế chọc ai không chọc lại cố tình bày trò đi chọc lên đầu lên cổ lạc tú mà diệp thánh đào giờ phút này cũng chỉ biết cứng họng nhìn chân chối này có đánh chết cũng không oan bản thân to gan dám mở miệng buông lời uy hiếp lạc ra trong truyền thuyết, hiện tại bị đánh một trận như vậy vẫn còn nhẹ. Mà bây giờ, lạc tú đang đi về phía lớp số 3, nhìn lạc tú đang bước từ sân thể dục tới, lớp số 3 nổi danh là lớp điên cuồng nhất, loạn nhất, nghịch nhất giờ lại đang run sợ không ngừng. Đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, họ lại càng sợ hơn. Thấy lạc tú đang đi về phía lớp số 3, cả đám học sinh lập tức chạy vội vào phòng học ngồi ngay ngắn đến khi lạc tú đặt chân vào cửa lớp số 3, cả gian phòng lặng ngắt như tờ không còn cái thái độ nhởn nhơ mặc kệ người nào tới thì tới như trước nữa giờ phút này cả đám học sinh nghịch ngợm giường như biến thành những đứa trẻ ngoan ngồi im trên ghế đến thở mạnh cũng không dám đám học sinh kiêu ngạo ương ngạnh ngày trước giờ có thể còn ưu tú hơn cả lớp tốt nhất trường nữa kia trong khi đó lạc tú mới đến đây chưa được một tuần ngày mai thầy muốn mở một cuộc học phụ huynh các em quét dọn phòng học chút đi. À đương nhiên, các em không quét cũng được. Nói xong Lạc Tú lập tức rời đi, không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Nhưng tất cả học sinh ở lớp số 3 đều rơi vào trạng thái tim đập muốn rơi ra ngoài. Cái này còn tệ hơn cả việc Lạc Tú tới để mắng bọn họ nữa. Đến nỗi nói không quét dọn cũng được. Đùa à, sao có thể không quét dọn cơ chứ? Thôi xong rồi, xong thật rồi, sao tôi cảm giác như sắp có một trận bão táp ập đến vậy? một bạn học lớp số 3 khóc lóc kể lể. Tôi cũng thế, người như Diệp Thánh Đào mà cũng bị đánh như chó chỉ vì chọc giận thầy lạc thôi đấy, ba mẹ tôi không cưng chiều tôi như cậu ta đâu. Rất nhiều người đang sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ, họ vô cùng lo lắng, đoán chừng đêm nay sẽ có rất nhiều người trần chọc không ngủ, hay thậm chí là khó có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Tôi thật sự rất sợ thầy Lạc sẽ kể tội tôi trước mặt ba tôi, tôi cảm thấy dù là ba có yêu mình hay không thì chỉ cần thầy Lạc nói một câu thôi là tôi sẽ bị đánh mất. Một nữ sinh khóc lóc nói. Dù gì thì mọi người cũng đã thấy kết cục của Diệp Thánh Đào, dù cậu ta có giết người thì ba cậu ta cũng sẽ cho người giúp cậu ta chùi mông, ấy vậy mà đến khi đắc tội với thầy Lạc, cậu ta lại bị đánh đến nỗi không khác gì một bãi bùn lầy, thật không biết thầy Lạc có mánh khóe kinh khủng đến mức nào nữa. chương 72, Trùng Trường Chịu Thua chỉ có thầy Chu là ngồi một chỗ sửa bài tập không hé răng nói nửa lời, thậm chí còn làm bộ như không nghe thấy. "Này thầy Chu, thầy có muốn đi cùng không?" Tôn Huy Nam cúi người hỏi. "Không cần, tôi rất xấu hổ khi làm bạn với mấy ông." Thầy Chu trước giờ vẫn luôn là con người thẳng thắn, mở miệng là buông lời châm chọc luôn. "Thầy Chu này, tôi thật không thể hiểu nổi, dù gì thì thầy cũng làm việc ở Quất Kim Hương này lâu rồi, sao lại chẳng biết nhìn xa trông rộng tí nào thế nhỉ?" tên lạc tú đó có gì đáng giá mà thầy phải đứng về phía anh ta? Tôn Huy Nam châm chọc nói. Đầu tiên, tôi không đứng về phía anh ấy, và thứ hai, chủ nhiệm giáo dục Trần, tôi hy vọng anh có thể giống thầy lạc, thành thật kiên định vì học sinh, vì giáo dục mà bỏ công bỏ sức ra làm chút chuyện, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ méo mó như thế. Hơn nữa thì, ít nhất ở thời điểm này, chủ nhiệm giáo dục Trần, anh chưa đủ giỏi bằng thầy lạc, chưa kể chúng ta là giáo viên với nhau, Chúng ta phải chính trực nghiêm minh. Tôi tin ngày mai thầy Lạc chắc chắn sẽ làm tốt cuộc họp phụ huynh ở lớp số 3, các thầy không nên ăn mừng quá sớm thế đâu." Thầy Chu nói mà không hề nể mặt. "Thầy Chu, xin thầy hãy chú ý lời nói." Tôn Huy Nam đứng lên vỗ mạnh bàn nói. "Thầy với Lạc Tú đúng là cá mè một lứa với nhau, thầy không thử xem thân phận lẫn địa vị cậu ta là thế nào đi, làm gì có cửa mà đòi so với chủ nhiệm giáo dục Trần của chúng ta chứ?" Sớm hay muộn gì thầy cũng sẽ hối hận thôi." Nhưng đáp lại mấy lời này thầy Chu bình thản đứng dậy cầm đống bài vở rời đi. Trên thực tế, vừa rồi anh ta nặng lời như vậy cũng là vì không ưa Trần Hữu và Tôn Huy Nam mà thôi, bởi tác phong của Tôn Huy Nam ở trường học này thật sự có vấn đề, cho nên anh ta mới nói như vậy. Còn về chuyện Lạc Tú có mời được phụ huynh lớp số 3 đến được hay không thì thật sự lúc này đây trong lòng thầy Chu cũng chưa dám chắc. Dù sao thì càng hiểu biết lại càng biết chắc là sẽ không có khả năng. Đúng lúc ra cửa lại đụng phải Lạc Tú. "Thầy Lạc, ngày mai thầy, thầy Chu nóng lòng mở miệng hỏi. Ngày mai làm sao vậy?" Lạc Tú tỏ vẻ khó hiểu. "Thầy Lạc, thầy thật sự mời được phụ huynh học sinh lớp số 3 đến sao?" Thầy Chu hỏi. "Ừ." Lạc Tú gật gật đầu. "Thầy Lạc, nếu thầy thật sự mời đến được, vậy thì thầy nhất định phải làm được nhé, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của một số người nào đó đâu." thầy Chu vừa bị bắt nạt ở văn phòng nên có chút giận. Vậy nên anh ta cũng hy vọng ngày mai Lạc Tú thực sự thành công, khiến bọn họ tức ói máu, tát vào mặt Trần Hữu và Tôn Huy Nam một cú thật đau. Sáng sớm hôm sau, Trần Hữu kêu Tôn Huy Nam ra cổng xem thế nào, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, nên ông ta đi tới chào hỏi bảo vệ, nói bảo vệ nếu có động tĩnh gì phải lập tức báo cho mình ngay. Về phía Trần Hữu anh ta vẫn đang ngồi trong văn phòng vắt chéo chân ra oai, thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ của ba anh ta để tìm hiểu, biết các lãnh đạo cấp cao ở Thông Châu hôm nay đều có lịch đi tỉnh để báo cáo công việc, nhìn tình hình thì có vẻ sẽ không về được. Ăn sáng xong bắt đầu đi đến lớp học, điều kỳ quái duy nhất chính là thầy Chu Suýt nữa thì đi nhầm phòng học. Vì tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh ở lớp số 3, thầy Chu vẫn dựa theo thói quen thường lệ đi tới lớp số 3. Lớp số 3 thường ngày nổi danh là một lớp hay chém gió, khoác lác, nói chuyện phiếm đánh nhau căn bản là không bao giờ để ý tới giáo viên, đúng kiểu việc giảng trên bảng là việc của thầy, còn bọn tôi ở dưới chơi là việc của tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất của thầy Chu là mùa đông năm ngoái, anh ta thì vẫn đứng trên bảng giảng bài, còn Lưu Trí Cường lại dẫn người xuống nhà bếp nấu ăn, hoàn toàn không coi một thầy giáo như anh ta ra gì. Từ lúc ra trường hành nghề giáo viên tới nay, chuyện đó vẫn luôn là một nỗi sỉ nhục với anh ta. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, Mỗi một học sinh ở lớp số 3 đều ăn mặc đồng phục chỉnh tề, đến cả Thi Thi, người mê trang điểm làm đẹp nhất nay cũng để mặt mộc đi học. Chưa kể, sau khi anh ta bước vào lớp, Hàn Phong lại chủ động đứng lên hô các bạn chào thầy. Điều này khiến thầy Chu Hoài Nghi không biết mình có đi nhầm lớp hay không, sau đó phải chạy tới lớp bên cạnh, đợi đến khi xác nhận chính xác đây là lớp số 3, thầy Chu mới bước vào lần nữa. Tuy nhiên, điều này lại khiến thầy Chu sợ hãi vì có câu nói là có khác thường tất sẽ có yêu ma, hôm nay học sinh lớp số 3 có biểu hiện quá bất thường. Trước mặt đều mở quyển sách giáo khoa để chỉnh chu ngay ngắn, như thể là đang chờ đợi cái gì đó. Điều này càng khiến thầy chu khẩn trương hơn, vì anh ta sợ không biết đám học sinh này có phải vừa nghĩ ra trò xấu gì không, có phải là chúng muốn chấn chỉnh người thầy như anh ta. Nhưng mà, đã hơn 10 phút, thầy chu phát hiện, đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác mình đang dạy học ở lớp số 3 này, mặc dù có thể rất nhiều người đang không hiểu anh ta nói gì dạy gì, nhưng tất cả đều nghiêm túc nghe giảng, hay ít nhất là chúng còn làm bộ nghiêm túc nghe. Đến cả Lưu Trí Cường hôm nay cũng không nằm ra bàn ngủ. Thậm chí còn có người ghi chép bài. Mãi cho đến khi tiết học kết thúc, thầy Chu An toàn rời khỏi lớp số 3, lúc ấy anh ta mới dám thở phào một hơi, tuy nhiên sự nghi ngờ trong lòng anh ta càng tăng cao, rốt cuộc là đám học sinh lớp số 3 hôm nay bị sao vậy mà một buổi sáng trôi qua cực kỳ yên tĩnh, mãi cho đến tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng chẳng hề có một phụ huynh nào tới. Hư, thầy Lạc này, xem ra hôm nay anh bị cho leo cây rồi nhỉ, anh đừng có nói với tôi là tan học các phụ huynh mới đến đấy nhé." Trần Hữu tìm được Lạc Tú thì lập tức buông lời châm chọc, vì hầu như phụ huynh đều đến vào buổi sáng, rất ít ai đến buổi chiều và giờ tan học thì lại càng không. "Có liên quan gì tới anh sao?" Lạc Tú thong dong đút hai tay trong túi quần nói rồi nghênh ngang rời đi tên họ lạc kia anh có biết vì sao thục phi chọn tôi mà không chọn anh không hả trần hữu đột nhiên hướng về phía lạc tú quát lớn nhưng chính câu nói đó lại khiến lạc tú ngừng bước thục phi nói với tôi rằng cô ấy thích tôi không phải vì nhà tôi có tiền có vị thế cô ấy thích một người làm ra làm chơi ra chơi không khoác lác chỉ biết mạnh mồm mà đúng lúc tôi chính là kiểu người như thế trần hữu nói với vẻ hãnh diện anh ta từng nghe Trương Thục Phi nói rằng, hồi học đại học Lạc Tú rất thích cô ta, giờ người anh thích bị anh ta cướp mất, nên trong lòng Lạc Tú nhất định sẽ thấy rất khó chịu. Chuyện ngôn tình, lần này coi như là đòn giết chết anh, hay chính là bóc lại vết sẹo của Lạc Tú. Hừ, phẫn nộ đi, anh càng phẫn nộ càng chứng tỏ là anh đau, càng để ý, tôi đây càng vui mừng, tôi lại càng thấy vui sướng trong cảm giác dẫm đạp anh. Cho tới giờ phút này, Trần Hữu vẫn luôn khinh thường Lạc Tú, có điều Người mà anh ta luôn coi thường này lại khiến anh ta thua đau nhiều lần, vậy nên lần này anh ta quyết phải hòa một ván mới chịu. Nhưng cái làm Trần Hữu kinh ngạc, hoặc là không thể ngờ tới chính là, Lạc Tú không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn cười, sau đó thì lạnh lùng nói một câu. Anh thật đáng thương. Trương Thục Phi lừa dối anh, không nói sự thật cho anh biết, này chẳng phải là đáng thương thì là gì? Chương 73, chỉ vì thu học phí các nhân vật lớn của Thông Châu đều tề tựu trước cổng trường trung học phổ thông Uất Kim Hương. Đến ông cụ Diệp cũng tới. Lưu Đức Kiên xuống xe, sau đó bước nhanh về phía trước, thực sự mà nói thì trước lúc tới đây ông ta có chút không hài lòng lắm. Dù gì thì hôm qua cũng vừa tới đây rồi, nay lại bị kêu tới lần nữa, nhưng ngay sau khi thấy Diệp Kính Bình cũng tới thì oán oán giận trong lòng ông ta lập tức biến mất. Ông cụ Diệp tuổi cũng khá cao rồi, chưa kể, nếu đem ra so sánh thì địa vị người ta có lẽ còn cao hơn ông ta nhiều. Mọi người ai cũng tới thì ông ta còn nói gì được cơ chứ. Chưa kể, đến ông Chu, người giàu số 1 ở Thông Châu này cũng tới kia mà. Nhìn qua thì có vẻ lịch sự nhã nhặn, nhìn chẳng giống người giàu số một chút nào, mà ngược lại trông còn giống nhân viên bình thường hơn. Ha ha, ông Diệp, thị trưởng Lưu." Ông Chu khẽ gật đầu, đi lại chào hỏi theo sau đó là một số ông chủ và các tài phiệt lớn của Thông Châu, một đám người lần lượt tới đông đủ cả. Giờ phút này, đừng nói đến người khác, ngay cả bảo vệ cũng phải trợn tròn mắt lên nhìn. Đây là lần đầu tiên thấy nhiều người thân phận lớn, tầm cỡ tụ tập trung với nhau thế này, vậy mà mục đích của cuộc gặp chỉ là vì đến dự buổi học phụ huynh thôi. Ôi trời, ai biết lạc ra lại tới đây dạy học đâu chứ, người khác anh có thể không nể mặt còn được, nhưng là cậu ấy thì anh dám không nể mặt sao hả? Một ông chủ lớn ở Thông Châu cười khổ nói. Đúng đấy, anh xem, đến ông Diệp còn tới, nếu chúng ta không tới thì quả thật không còn gì để nói nữa rồi. Hơn nữa, thằng nhãi danh nhà tôi ấy, nghe nói ở trường học nó gây ra không ít chuyện, tôi chỉ sợ nó có mắt như mù lại đi chọc vào lạc ra, thế thì sẽ gây ra chuyện lớn lắm. Một ông chủ khác cũng bày ra vẻ mặt lo lắng nói. Ngày thường đám người họ ở Thông Châu muốn gió là có gió, muốn mưa là có mưa, có thể nói là phong cảnh vô biên, nhưng hiện tại họ đâu dám. Bởi vì hiện giờ Lạc Tú đã xuất hiện tại Thông Châu, điều này cũng có nghĩa là đã tồn tại một người mà bọn họ không thể chọc vào nổi. Hiện giờ ở cái Thông Châu này, có ai dám không nể mặt Lạc Tú chứ? Sau đó, hơn 20 ông lớn đều hướng về phía cổng trường Trung học Phổ thông Ướt Kim Hương. Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Ướt Kim Hương ra tận cổng nghênh đón, nhưng mấy ông lớn đó thậm chí còn không thèm liếc ông ta lấy một cái, trực tiếp lướt thẳng qua người cũng đúng thôi, dù gì ông ta cũng chỉ là hiệu trưởng một trường học, ai thèm để ý ông ta chứ. Mà giờ phút này, Trần Hữu nhìn một đám người toàn ông lớn với lãnh đạo cấp cao đang tiến đến, ngay lập tức khuôn mặt anh ta trở nên méo mó đến đáng thương. Thật sự tới sao? Lạc Tú đó thật sự có năng lực đến vậy à? Trần Hữu gắt gao siết chặt tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam lòng và không thể tin được. Rốt cuộc thì Lạc Tú đó có địa vị thế nào? Sao anh có thể mời được toàn những ông lớn, người tầm cỡ ở thông châu này đến?" Trần Hữu giận đến nỗi khớp hàm phát run, nhưng biết sao được, anh ta không thể ngăn cản sự thật này. "Ha ha, chủ nhiệm Trần, thầy Tôn, tôi đã nói với các người trước là đừng vội đắc ý sớm mà, các người cố tình không tin lời tôi nói, giờ thấy sao hả?" Thầy Chu cao hứng bừng bừng, đứng cạnh hai người nói. "Nếu tôi mà là người nào đó á, tôi đã đào ngay một cái lỗ để chui xuống rồi." đỡ phải lộ mặt càng thêm xấu hổ. Thầy Chu tuy là một giáo viên tiếng Anh, nhưng văn của anh ta cũng gây sát thương khá cao. Một. Những lời này lọt vào tai Trần Hữu và Tôn Huy Nam lại càng khiến mặt hai người họ nóng rát, giống như bị vào một cú đau ngay trước mặt bao nhiêu người vậy. Anh, you are disgrace, thầy Chu ném lại một câu tiếng Anh rồi rời đi. Cậu ta mới nói cái gì? Tôn Huy Nam mơ hồ hỏi. Anh ta nói chúng ta là một nỗi nhục Trần Hữu Oán hận nhìn theo bóng dáng thong dong rời đi của thầy Chu. Không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đừng lúc nào cũng suy nghĩ méo mó. Thầy Chu đứng từ xa ném lại mấy lời này. Thầy Lạc này, thầy định chấn chỉnh lại lớp số 3 trong buổi họp phụ huynh này sao? Thầy Chu nhanh chân đuổi theo, anh ta không ngờ Lạc Tú thế mà làm được thật, không ngờ Lạc Tú thật sự mời được phụ huynh của lớp số 3 đến trường. Đây vốn không phải là một chuyện nhỏ đây là cuộc hợp lớp lớn nhất trong lịch sử trường uất kim hương và cũng là một cuộc họp khó xảy ra nhất vậy mà hiện tại nó thật sự diễn ra rồi không phải tôi muốn thu phí lớp lạc tú trả lời thẳng thắn không hề giấu giếm thầy muốn thu tiền học với mấy ông lớn thông châu đó sao thầy chu nghe xong thấy có gì không ổn vẻ mặt như không thể tin nổi chứ không thì sao chứ thầy nghĩ tiền ở nhà ăn lần trước tôi tự bỏ túi ra à Lạc Tú nói rồi hướng về phía phòng học số 3. Lúc này, toàn bộ mấy ông lớn ở Thông Châu đang ngồi trong phòng học số 3, mà giờ phút này, cả đám học sinh lớp số 3 đều trưng một dáng vẻ mày ủ mặt ê đứng ngoài phòng học, đứa nào cũng có cảm giác như đang đứng trong vành móng ngựa chuẩn bị nhận quyết định của thẩm phán. Lại nói đến tầng học dưới lầu, dường như toàn bộ học sinh và giáo viên của bất Kim Hương đều vây kín tầng dưới xem, đây được coi là một sự kiện hiếm có vì ít nhất thì hiện tại và trước mắt sẽ không có bất kỳ kẻ nào ở quất kim hương này có thể làm được điều đó, nhưng hôm nay thì khác, Lạc Tú làm được, gọi toàn bộ phụ huynh ở lớp số 3 tới và thành công mở một buổi họp. Này, thầy Lạc cũng trâu bò quá nhỉ, một học sinh luôn miệng tán thưởng. Không biết cậu có cảm thấy giống tôi không, tuy thầy Lạc ít khi lộ diện, nhưng tôi luôn cảm thấy thầy Lạc thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là từ thầy ấy còn toát ra một khí chất khó tả nổi nữa một nữ sinh lộ vẻ mặt hám trai lên tiếng thảo luận. Thậm chí, có rất nhiều giáo viên khác cũng nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trước đó tôi còn tưởng thầy Lạc chỉ chém gió thôi chứ, không ngờ thầy ấy làm được thật. Đúng vậy, chủ nhiệm Trần quan hệ rộng thế còn không làm được, vậy mà thầy Lạc lại làm được đó. Mấy lời bàn luận nho nhỏ lọt tới tai Trần Hiếu, khiến Trần Hiếu càng thấy chói tai và cảm giác bị châm chọc nhiều hơn, anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, gắt gao nhìn về phía phòng học lớp 12 phần 3. Trong phòng học, mấy ông lớn thông châu đang có cảm giác như được quay lại lớp học thời học sinh, thậm chí cảm giác đó còn gợi lên những hồi ức của nhiều người. Nhìn Lạc Tú đi về phía bục giảng, rất nhiều người còn có cảm giác như bản thân đang là một học sinh, và khi đối mặt với một thầy giáo nghiêm khắc thì nảy sinh cảm giác thấp thỏm bất an. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, các vị ở đây ai cũng rất bận rộn, tôi cũng chỉ muốn nói một câu thế này, còn cái các vị thế nào các vị là người hiểu rõ. Có điều, tôi không quan tâm các vị cưng chiều con mình thế nào, cũng không quan tâm các vị dạy bảo chúng ra sao. Nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở quất kim hương này, các vị hãy để mắt tới bọn trẻ cho thật kỹ. Bởi vì tiếp theo đây, có khả năng tôi sẽ tự tay giải quyết, chứ không phải gọi các vị tới để mở cuộc họp phụ huynh thế này đâu. Lạc Tú không khách sáo nói, thậm chí, trong lời nói đó còn nghe ra vài phần uy hiếp. Và hơn hết, đó là uy hiếp các ông lớn của các giới khác nhau ở thông châu này. Nhưng giờ phút này, không có ai là dám ra mặt nói chuyện, cũng chẳng có ai là dám nói không. Rốt cuộc thầy là có thân phận gì nhỉ, sao dám nói chuyện với ba mẹ chúng ta như thế chứ? Rất nhiều học sinh ở lớp số 3 đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là sau khi Lạc Tú nói xong những lời đó, các bậc phụ huynh ở đó không ai dám hé răng phản bác. Điều này càng khiến người ta thêm sợ. Được rồi, chuyện chỉ đơn giản thế thôi tiếp theo chúng ta vào chuyện quan trọng sắc mặt lạc tú lập tức nghiêm túc trở lại mà các ông lớn cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc hơn hẳn mỗi người hai vạn bảy đây là tiền học phí nộp tiền đi lạc tú rỗi thẳng tay ra khiến các ông lớn ai nấy cũng ngây ngẩn cả người thẳng thắn đòi tiền của các ông lớn như vậy sao thầy lạc à chuyện này chẳng phải có điểm gì đó không ổn sao lưu đức kiên không nhịn được mở miệng trước đây có khác nào kiểu vơ vét tài sản, bắt chẹt người ta chứ? Dù gì thì mới học có chút, sao chưa gì đã mỗi người đóng hai vạn bảy. Tuy bọn họ không phải người thiếu tiền, nhưng nghĩ như vậy khiến lòng bọn họ có phần khó chịu. chương 74, Đại ca của tôi, Quảng Khôn. Những lời vừa rồi, học sinh lớp 3 bên ngoài đều nghe thấy, hiện tại cả đám đều cười khổ. Lợi của thầy là thật sự không dễ chiếm như vậy đâu. Trí Cường, cậu xem mấy cái ý tưởng thối mà cậu nghĩ ra lúc trước đi. Ai, tôi cảm thấy đêm nay trở về chắc chắn tôi phải thảm rồi. Tuy rằng Lưu Trí Cường nói khá thoải mái nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng. Bởi vì cậu ta biết lần này cậu ta thật sự chọc giận ba mình rồi. Những phụ huynh này nộp tiền xong liền dẫn con rời đi. Tất nhiên, cũng có một số người cố tình nộp nhiều hơn một chút. Ví dụ, người giàu nhất, ông Vạn vừa vung tay là 100.000 nhân dân tệ, nhưng lại bị lạc tú đẩy về bây giờ tôi vẫn là một giáo viên chuyện này không thích hợp không thể vì tôi mà hủy hoại danh tiếng của giáo viên lạc tú từ chối nhưng điều này cũng rất rõ ràng hiện tại tôi vẫn là giáo viên nhưng sau này thì sao mọi người đều thông minh tự nhiên hiểu mọi thứ ngoại trừ trí cường tất cả những người khác đều thở phào nhẹ nhóm chuẩn bị tan học chỉ có Hàn Phong lôi kéo một ít bạn học nữ nói muốn ăn mừng một chút vì đã tìm được đường sống trong chỗ chết, tối nay mời mọi người lén lút đi uống rượu. Sau đó, bốn cô gái với Thi Thi cầm đầu liền nghĩ xem kiếm cớ đi như thế nào. Linh Như, tối nay đi ăn mừng một chút, tôi mời, cậu đi không? Hàn Phong mặt dày mày dạn đến hỏi. Không đi, An Linh Như cũng không có một chút sắc mặt hòa nhã. Một người cô của An Linh Như đi họp thay cho phụ huynh của cô ta bởi vì ba của An Linh Như thực sự không thể đến được. Mà cô của An Linh Như dường như không có ý định để An Linh Như theo bà ta về nhà, tối nay chắc là An Linh Như vẫn sẽ ở trường. Tuy nhiên, Lạc Tú nói với cô ta buổi tối không được phép chạy lung tung, vì vậy An Linh Như từ chối rất dứt khoát. Hàn Phong thở dài một tiếng, sau đó rụt đầu lại. Còn ở một bên khác, đại ca của Hàn Phong lại gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Phong. Alo hàn phong chuyện bảo cậu làm như thế nào rồi yên tâm đi đại ca xong rồi đêm nay ít nhất là bốn người tất cả đều là bạn học của em đều là người đẹp cả hàn phong vỗ ngực nói đúng rồi đại ca anh đã hứa với em là nếu bạn học của em đến đó thì sẽ không có việc gì đúng không hàn phong xác nhận một lần nữa yên tâm đi mẹ nó cậu còn không tin được đại ca của cậu hả đây là chỗ của anh đêm nay anh ở đây có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đại Ca Đao Ba của Hàn Phong cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Đao Ba bỗng nhiên cười dài nói với một nhóm người trong phòng bao. Các anh em, đêm nay nữ sinh chính cống, nói không chừng vẫn là hàng còn non đấy, các người định giá trước đi. Ha ha ha. Cùng lúc đó, ở bên kia, Trần Hữu cúp một dãy số xa lạ. Lạc Tú, ông đây xem mày lần này còn đắc ý như thế nào? Dailus anh có chắc mục tiêu là ở trường này không? Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc vest đi ngang qua lái một chiếc xe hơi sang trọng cổng trường quất kim hương. Bề ngoài, người đàn ông này thể hiện khí chất quý tộc Tây U nồng đậm. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện bàn tay của người đàn ông này có một số vết chai đặc biệt. Đây là do thói quen chơi súng quanh năm để lại. Trên người anh ta thậm chí còn có một loại khí huyết sát mà người thường không cảm giác được. Hiển nhiên đây không phải là người đơn giản. Này, Alan! đối tác cũ thân yêu của tôi, anh còn không tin được tôi sao? Hơn nữa lần này là có một người đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Người nói chuyện là một người châu U với bộ dâu quai nón, mày rậm mắt to. Người đàn ông này cũng mặc một bộ vest và đeo một cặp kính dâm. Nếu không phải có vết chai đặc biệt trên tay thì có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là một quý ông cực kỳ lịch thiệp. Được rồi, vậy đêm nay chúng ta động thủ. Ở trong xe, Alan chỉ vào bức ảnh trong tay. Trên bức ảnh là một cô gái, chỉ chụp một bên mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là An Linh Như. Được rồi, đối tác thân yêu của tôi, hai chúng ta liên thủ cho tới bây giờ vẫn chưa từng xảy tay đâu. Dylos mở miệng nói, còn nhớ trận chiến khi chúng ta ở Trung Đông không? Bây giờ tôi vẫn cảm thấy đó thật sự là một chiến dịch hoàn hảo có thể dùng thơ ca để ca ngợi. Alan lại cười, đúng vậy, hợp tác mười mấy năm, đó là chiến dịch thành công nhất của chúng ta sau khi hai người chém thủ lĩnh của đối phương trong căn cứ quân đội đã thành công rút lui nguyên vẹn. Dylos cũng liếm môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Hai người đàn ông này là sát thủ và lính đánh thuê hàng đầu thế giới. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ người đàn ông đó. Khi tôi chĩa súng vào đầu gã, gã vừa kêu mẹ vừa bày ra ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Alan có vẻ rất hưởng thụ và rất hồi vị. Có thể lẻn vào căn cứ quân sự để giết thủ lĩnh của đối thủ, vậy thì lẻn vào trường học để bắt cóc một học sinh còn không phải dễ như trở bàn tay ư. Mặc dù bọn họ có bộ đội đặc trùng của Hoa Hạ bảo vệ thì đêm nay chúng ta cũng có thể đắc thủ. Tin tôi đi, Dylos, đêm nay nhất định sẽ là một đêm đẹp đẽ và khó quên. Ừ, có hai người chúng ta, những người còn lại hầu như không cần phải dùng đến rồi. Chiếc xe hơi sang trọng này đã biến mất gần trường trung học phổ thông Uất Kim Hương. Đúng lúc Hàn Phong đi ngang qua từ bên cạnh, sau đó đi về hướng hộp đêm của đao ba Cậu ta đứng chờ ở cửa trước Chờ bốn cô gái bọn Thi Thi đi cùng Màn đêm buông xuống Toàn bộ thông châu mở ra cuộc sống về đêm Khoảng hơn 8 giờ Thi Thi và ba cô gái khác ra khỏi xe Ở lối vào của một hộp đêm Thi Thi Tôi đã đợi các cậu hơn một giờ rồi Hàn Phong than thở Nhưng cậu ta nhìn lướt qua Thi Thi của đêm nay Chiếc quần đùi màu xanh lam Khiến cho cảng chân lộ ra nhìn không sót một cái gì thân trên là áo hai dây lộ rốn ngay cả hàn phong cũng nuốt nước miếng mà ba bạn nữ còn lại cũng không ăn mặc kín đáo đều ăn mặc quần áo hở hang vô cùng gợi cảm nhìn cái gì vậy cậu không phải khẩu vị của bà đây bà đây thích người như thầy lạc thôi thi thi thấy hàn phong nhìn mình chằm chằm liền mắng vài câu bấy giờ hàn phong mới hồi phục tinh thần lại ngay lập tức hàn phong dẫn ba cô gái và thi thi vào ba tràn ngập sôi nổi và táo bạo dưới ánh đèn mở ảo cả đám nam nữ đang không ngừng lắc lư. Toát ra sự nhiệt tình và các nội tiết tố dư thừa. chương 75, thầy cứu mạng. Còn Hàn Phong thì cảm thấy rất có mặt mũi, còn chớp mắt với Thi Thi. Mấy người vừa vào phòng bao đã có mấy nhân viên phục vụ mang theo vài thùng rượu đến đây, ba thùng for loco. Đừng nhìn số ghi của rượu này không cao mà lầm, nó được mệnh danh là loại rượu tàn đời trong một lon. Sau đó là bốn chai vodka nữa. Nào, Tối nay không say không về, Đao ba mở một lon pho loco và dơ lên. Hàn Phong kia, tôi không biết uống rượu, một nữ sinh trong đó có chút sợ hãi. Không sao, với lại, rượu do đại ca của tôi kính, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Hàn Phong đặt một lon pho loco trước mặt nữ sinh. Nào, cả. đao ba ngẩng đầu uống một hơi, những người khác ngờ nghệch uống theo. Sau đó, mấy người chơi trò chơi đoán số còn đao ba thì đích thân đổi mấy ly đép bom cốc tai. Dần dần, các cô gái, thậm chí là Hàn Phong cũng có hơi không gắng gượng được nữa, uống đến say khướt. Lúc này, đao ba đã đến ngồi bên cạnh thi thi, một tay luôn cố ý lại như vô tình vuốt ve tới lui trên đùi thi thi. Tuy rằng thi thi là con gái nhưng cũng là người có tính tình khá nóng này. Anh đao, tay của anh, thi thi có chút không vui. Tay anh làm sao, đào ba dứt khoát đặt tay trực tiếp lên đùi thi thi. Cái này khiến thi thi lập tức phát hỏa, cô ta ăn mặc sexy nhưng không có nghĩa là cô ta phóng túng. Sàm sỡ cô ta một cách trắng trợn như vậy, làm sao cô ta có thể không phát cáu Má, không uống nữa, đi, thi thi lập tức đứng lên, định rời đi. Nhưng còn chưa đi ra ngoài đã trực tiếp bị kéo lại. Người vốn dĩ đã sai rượu thì làm sao có thể đứng được nữa. Hơn nữa sức lực của đao ba lại rất lớn, cô ta bị đao ba chặn ngang rồi đặt ở dưới thân tất nhiên thi thi không chịu bắt đầu vùng vẫy mà các cô gái khác cũng đưa tay ra kéo đao ba đi chết tiệt còn giả vờ với tao hả nói xong đao ba trực tiếp tát vào mặt thi thi một cái thi thi bị đánh đến ngứa người còn hàn phong tránh choáng lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn phân nửa đại ca anh làm gì vậy mẹ kiếp ông đây muốn làm gì ai cần mày lo đao ba hung hăng quay lại hét vào mặt hàn phong còn hàn phong nhìn thi thi đang nước mắt lưng tròng đưa tay đẩy đao ba dù sao đao ba quả thật quá đáng rồi chỉ là còn chưa đụng tới đao ba trong phòng bao đã có năm sáu người vọt vào sau đó dùng chân đá hàn phong xuống đất dẫm lên người hàn phong đao ba cười cười sau đó giơ lòng bàn tay lên tàn nhẫn dáng vào mặt hàn phong một bạt tai má mày lớn gan nhỉ lại dám ra tay với tao ư anh dào, không phải anh nói nếu em dẫn bạn học đến chơi thì sẽ không xảy ra chuyện không may gì sao?" Hàn Phong bị ăn cái tát này cũng nóng nảy, trực tiếp chất vấn. Nhưng Đào Ba lại cười khẩy một tiếng, sau đó nhìn Hàn Phong với vẻ trêu ngươi. "Ông đây nói mấy câu lừa con nít mà mày cũng tin à? Các anh em cứ chọn tùy thích, nhìn chúng người nào thì tự mình ra tay đi. Chúng ta nếm thử trước, hiếm khi có cực phẩm đấy." Hàn Phong dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sau khi dẫy ra liền đứng dậy chỉ vào đao ba. Đao ba, mẹ nó, mày gạt tao à? Binh, đao ba thấy Hàn Phong dám mắng mình, liền cầm chai bia trong tay đập vào đầu Hàn Phong. Hàn Phong lại bị đập ngã xuống đất. Mẹ nó, mày còn dám hô to gọi nhỏ với ông đây à? Đao ba đi lên đá vào người Hàn Phong một cú. Được, hôm nay ông đây sẽ để cho mày nhìn xem, mở mang kiến thức cũng coi như là phúc phần của thằng nhóc mày. Anh em, hôm nay chơi tập thể, thế nào? Đao ba cởi áo, lộ ra một hình xăm lớn. Và năm người còn lại cũng bắt đầu cởi quần áo, khiến bốn cô gái nhóm thi thi sợ tới mức thét chói tai liên tục. Giờ khắc này, một cỗ hối hận và tuyệt vọng dày đặc nổi lên trong lòng Hàn Phong. Nếu hôm nay cậu ta không mang bọn thi thi đi cùng thì sao chuyện này sẽ xảy ra? Nhưng cậu ta không dám gọi cảnh sát vì biết rõ bối cảnh của đối phương mà cậu ta cũng không dám nói với gia đình, vì chuyện hôm nay nhất định sẽ trở nên ẩm ý. Đám người thi thi đang phản kháng, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hàn Phong quỳ dạp trên mặt đất, không hiểu vì sao, bóng dáng của một người đột nhiên hiện ra trước mặt cậu ta. Nhớ kỹ, lần sau đập vỡ kính của người ta đừng để bị nhìn thấy. Sau đó trong lúc hỗn loạn, Hàn Phong nhanh chóng gửi một tin nhắn đi. Má, thế quái nào mà mày còn dám thông báo cho người khác? Đào Ba thấy Hàn Phong gửi tin nhắn, hung hăng giơ chân đạp nát điện thoại của Hàn Phong. Bây giờ đã là 10 giờ, Lạc Tú đang ngồi xếp bằng trên bàn thiền định, đột nhiên điện thoại rung lên, vốn dĩ Lạc Tú không thèm nhìn. Tuy nhiên, âm thanh vang lên đúng lúc khiến Lạc Tú cảm thấy hơi khát. Vì vậy anh xuống giường chuẩn bị đi rót nước, nhân tiện liếc nhìn điện thoại một cái. Trên điện thoại, thầy là Cứu mạng, Đế Hào, phòng bao số 3. Lạc Tú cau mày, đây là học sinh nào? Vốn dĩ lạc tú không muốn quản, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, bởi vì hôm nay vừa mới họp phụ huynh nên chắc hẳn không ai có lá gan lớn như vậy mà gửi loại tin tức này để trêu chọc mình. Sau đó, lạc tú gọi một cuộc điện thoại qua. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lạc tú cúp điện thoại, trong lòng đã có phán đoán, xem ra thật sự có người đã xảy ra chuyện. Ngay lập tức, lạc tú gọi vào điện thoại của Quảng Khôn bởi vì địa chỉ của đế hào lạc tú không biết nó ở đâu nếu thực sự đã xảy ra chuyện trước tiên anh phải biết nơi này rốt cuộc là ở đâu mới được đúng lúc đoạn này là địa bàn của quảng khôn hẳn là quảng khôn biết alo cậu lạc sao lại nhớ gọi điện thoại cho tôi thế lúc này quảng khôn đang ở ngâm mình trong bồn trái ôm phải ấp hỏi anh một địa danh chắc là anh khá quen thuộc đế hào ở đâu có chuyện gì vậy quảng khôn nghi ngờ hỏi gặp chút chuyện. Cậu Lạc, đế hào ngay tại cửa khẩu hải đường. Đó là chỗ của tôi. Cậu Lạc, cậu yên tâm đi, tôi sẽ gọi người tới gấp. Quảng khôn nhanh chóng cúp điện thoại. Trong lòng thì khẩn trương đến mức tận cùng. Ngàn vạn lần đừng là người dưới trướng của mình không có mắt đắc tội với cậu Lạc nha. Người ta đã gọi điện thoại hỏi tới địa bàn của mình luôn rồi. Quảng khôn nhanh chóng gọi vào điện thoại của đao ba, nhưng không ai trả lời cuộc gọi. Audio điện tử võ tấn bền chương 76, Lạc Gia. Hàn Phong hiện tại đang nằm trên mặt đất, một bên mắt sưng lên không nhìn thấy được, thậm chí ý thức cả người gần như không thanh tình. Mà trong phòng riêng là tiếng khóc la của bốn cô gái thi thi truyền vào lỗ tai cậu ta. Hàn Phong nắm chặt nắm đấm, nước mắt rơi thẳng xuống trong tuyệt vọng. Cậu ta hối hận rồi, bởi vì cậu ta đã hại bốn người thi thi. Trên thực tế, cửa khẩu hải đường không xa trường quất kim hương, nếu lái xe thì chỉ mất 2 đến 3 phút. Vì vậy, gần như không đầy 2 phút, Lạc Tú đã đến cửa. Sau đó Lạc Tú đi thẳng lên lầu. Trước cửa phòng số 3 có hai gã đàn ông vạm vỡ đứng đó. Vẻ mặt của hai người khó chịu, mẹ nó, đại ca đang sung sướng ở bên trong, bọn họ phải trông cửa. Chỉ mong đại ca sướng đủ rồi thì hai người bọn họ còn có thể đi vào chơi một chút. Đó là em gái học sinh chân chính đó. Hai người đang suy nghĩ thì chợt thấy có một thanh niên đang đứng trước mặt mình rồi hai người thoáng có chút nghi hoặc, hình như vừa rồi không phát hiện có ai đi qua mà nhỉ. Cút, đừng có mù, đây không phải là nơi mày có thể đến. Một tên vạm vỡ mặc áo ba lỗ đen to lớn chửi bới. Còn lạc tú cố nhìn vào bên trong, ngay lập tức nhìn thấy mấy cô gái thi thi đang dẫy ruộng. Đây không phải là học sinh trong lớp của anh sao? Một ngọn lửa giận không tên tức khắc dâng lên. Chẳng mấy khi lạc tú nổi giận, nhưng một khi đã tức giận thì rất khó giải quyết phủi tay một cái trực tiếp đánh bay một tên vệ sĩ với sức mạnh của lạc tú vừa rồi tên vệ sĩ đó không chết cũng tàn tật sau đó tên vệ sĩ thứ hai thậm chí còn không nhìn rõ chỉ cảm giác trên bụng mình như bị một con voi dẫm lên vậy dưới cơn đau dữ dội gã ta cũng bay ra ngoài trực tiếp rơi từ lầu hai xuống sàn nhảy của lầu một nhất thời tiếng thét chói tai vang lên đó là một cánh cửa kim loại nhưng lúc này toàn bộ khung cửa đều bị nứt ra lạc tú đã đá ra một cách thô bạo cánh cửa loảng xoảng kêu một tiếng rồi rơi xuống đất bên trong hàn phong ngã xuống đất áo lót của thi thi bị xé làm đôi lộ ra một nửa da thịt trắng nõn còn những nữ sinh khác cũng không khá hơn là bao quần áo của họ đã bị xé toạc nếu lạc tú đến chậm một bước mấy nữ sinh này e là đã thật sự chịu khổ rồi động tĩnh này đương nhiên khiến đào ba và người đàn ông trong phòng dừng lại sau đó nghi hoặc xoay người nhìn về phía lạc tú đào ba đang muốn hỏi thì thi thi lại giành mở miệng trước thầy lạc thầy lạc cứu chúng em với cả người thi thi run lên trên nửa khuôn mặt còn có dấu vết từng bị tát nước mắt chảy ròng ròng ba nữ sinh còn lại cũng khóc trôi hết lớp trang điểm cuộn mình vào nhau mà run bần bật thầy hư lại gọi thầy của mình tới hả ha ha mẹ nó mày muốn chết hả dám làm phiền việc tốt của ông đây đào ba hung tợn nói với lạc tú đối với Lạc Tú mà nói, có một số điều là điểm mấu chốt. Một khi chạm đến điểm mấu chốt này, hậu quả có thể xảy ra là vô cùng nghiêm trọng. Một lũ cầm thú. Ha ha, mẹ nó, mày lớn gan thật đấy. Một ông thầy mà lại dám tới mắng tao ư. Đào ba mỉm cười, sau đó vỗ tay, nhất thời ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân. Hơn 30 người cầm theo đồ đạc nhanh chóng vây quanh nơi này, thậm chí còn có hơn 20 người ở dưới lầu nhìn thấy nhiều người như vậy, Hàn Phong và đám người thi thi tức thì bàng hoàng. Vốn dĩ Lạc Tú là cọng rơm cứu mạng của họ, nhưng bây giờ, phải chết chung với Lạc Tú rồi. Ha ha, thật sự là một thầy giáo tốt, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay mày gặp phải tao. Ông đây muốn xem thử, nếu hôm nay tao chơi học trò trước mặt giáo viên, mày có thể cảm thấy rất thú vị hay không? Nghe được những lời này, Hàn Phong sửng sốt, thi thi cùng ba cô gái kia càng thêm ngây đờ. Nói cách khác, Nhóm người thi thi đang tuyệt vọng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng vậy, họ đã quên rồi, mặc dù thầy giáo của họ là một người có thủ đoạn lợi hại, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy được chứ? Đối phương là đại ca ở đây, có nhiều người như vậy, thầy giáo của bọn họ đến cũng vô dụng, nói không chừng còn phải liên lụy đến Lạc Tú. Lên, Đao Ba cười khẩy một tiếng. Người giành ra tay trước là người trong phòng một tên mập ném cái gà tàn vào người lạc tú, đầu lạc tú hơi nghiêng, sau đó bước dài một bước, trực tiếp túm lấy tên mập kia mà ném vào một tên khác đang xông lên. Tiếp theo, anh lại đập tên mập hướng về phía cửa, người ở cửa bị đập ngã cả một đám lớn. Sau đó lạc tú lại đá mạnh một cước qua, một đám người ở cửa lại ngã xuống một khoảng lớn. dừng lại, đào ba đột nhiên hét lên. Sau đó, một khẩu súng lục không biết từ khi nào đã chĩa vào lạc tú. Mẹ nó, không ngờ mày lại còn rất biết đánh nhau." Đao Ba mỉm cười, sau đó nhìn Lạc Tú. "Đánh đi, tao xem mày có thể đánh thắng được đạn hay không." Đao Ba cười khẩy, chĩa súng vào ngực Lạc Tú. Vốn dĩ nhìn thấy Lạc Tú cùng lúc quét sạch cả tá người, đám người Thi Thi và Hàn Phong còn có một tia hy vọng trong lòng. Nhưng sau khi thấy Đao Ba rút súng, họ lại thực sự tuyệt vọng. "Đến đây đi, có gan thì mày tới đây, mẹ mày." Đao Ba hung tợn giống lên một câu sau đó cười khẩy nói nhưng lạc tú dường như không quan tâm chút nào thực sự đi về phía đao ba từng bước một mày đúng là to gan mày cho rằng ông đây không dám bắn sao trong mắt đao ba bỗng lộ ra vẻ hung ác lạc tú tiến lên một bước bằng a à, a đừng tiếng thét chói tai là do mấy cô gái thi thi phát ra câu đừng là do hàn phong kêu lên theo bản năng trên mặt đao ba nở một nụ cười hung ác tiếp theo sau đó lại là ba tiếng súng vang, băng, băng, băng. Bốn viên đạn, nhưng Lạc Tú không gục ngã. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lạc Tú lại bước về phía trước. Đao ba hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn. Những người khác cũng hoảng sợ, đã trúng đạn mà lại chẳng bị gì. Lạc Tú nhìn vào ngực mình, viên đạn thật sự không làm anh bị thương. Anh làm rách quần áo của tôi rồi. Lạc Tú rất khó chịu. Thầy! Hàn Phong hoàn toàn khiếp đảm. Mấy cô gái thi thi cũng há hốc mồm, bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Ngay lập tức, Lạc Tú đưa tay ra, sau đó nắm lấy cổ đao ba, nhấc đao ba lên. Ngay khi Lạc Tú dự định bóp nát cổ đao ba, đột nhiên dưới lầu vang lên rất nhiều tranh cãi ẩm ý, sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quảng khôn đến, đi theo phía sau quảng khôn còn có hơn 100 người. Kha kha, đại ca của tao đến rồi, mày có gan thì bóp chết tao đi. Đao ba bất chấp tất cả rồi. Đại ca tao sẽ khiến cho mày phải chôn cùng tao. Đao ba cười khẩy nói. Quảng khôn, lạc tú cười gần. Quảng khôn, nhảy lên đây cho tôi. Lạc tú gọi. chương 77, dân xã hội đen chân chính. Lạc ra. Hàn Phong nuốt nước bọt, hoàn toàn khiếp sợ. Tiếp đó thì thì cũng vậy, ba cô gái cũng như thế. Thầy giáo của mình chính là Lạc Gia lạc gia lại thật sự chạy tới làm giáo viên rồi lại còn là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ đám nhóc hàn phong trống rỗng đầu óc quả thực bàng hoàng đến nỗi không biết phải diễn đạt thế nào còn đao ba sau khi nghe những lời này bỗng nhiên bên trong hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi lạc tú lại buông lỏng đao ba ra vứt mạnh xuống đất năm người này là học sinh của tôi lạc tú đen mặt chỉ vào mấy người hàn phong cùng thi thi lạc tú nói câu này vậy thì hầu như không cần giải thích tình huống gì nữa rồi. Một người sáng suốt vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Mà Quảng Khôn lại là dân xã hội đen, càng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lạc ra, tôi. Bốp. Lạc tú lạnh mặt, thẳng tay tát vào mặt Quảng Khôn một cái. Nhưng Quảng Khôn chẳng những không nói thêm cái gì, mà ngược lại còn thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mạng của mình mấy ngày nay xem như được bảo vệ rồi, bởi vì nếu lạc tú đánh mình thì chứng minh ít nhất sẽ không giết mình. Và lại cái tát này quả thực là thứ mà mình đáng phải nhận, vì đây là địa bàn của chính mình, khu của chính mình. Không cần biết vì lý do gì, việc người của mình động đến học trò của lạc gia là sự thật. Cũng may là không có chuyện gì lớn xảy ra, nếu không thì Quảng Khôn thật sự nghi ngờ không biết hôm nay mình có thể ra khỏi đây hay không. Dọn dẹp, rào rạt một thoáng, tất cả mọi người đi ra ngoài, ra đến ngoài cổng, nhưng sáu người khác bao gồm cả đao ba chắc chắn bị giữ lại lạc tú xé một mảnh rèm đưa cho mấy nữ sinh thi thi lạc lạc thi thi không biết nên gọi thầy lạc hay lạc gia mới thích hợp nữa bây giờ cô ta đối mặt với lạc tú đã không còn vẻ bình tĩnh như trước mà nhiều hơn là sự khẩn trương gọi thầy đi tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em lạc tú nhẹ nhàng nói đối với học sinh của mình lạc tú thật sự xem như có vẻ dịu dàng hơn rồi Thầy Lạc, cảm ơn thầy. Thi Thi lấy tấm màn và quấn nó quanh người. Học sinh mà các người cũng dám động à. Câu này của Lạc Tú không phải nói với Đao Ba, mà là với Quảng Khôn. Quảng Khôn lại nhảy dựng lên và vội vàng lên tiếng giải thích. Lạc ra, chuyện này tôi thật sự không biết. Tuy rằng chỗ của tôi không sạch sẽ, nhưng tôi thật sự không cho người đụng tới học sinh. Dù sao tôi cũng có con đang đi học. Quảng Khôn đứng ở một bên có phần, nghĩ mà sợ mẹ nó chọc tới ai không được lại đi chọc tới học sinh của lạc tú con mẹ nó đúng là muốn tìm cái chết mà hơn nữa suýt chút nữa bản thân mình cũng bị hại chết rồi được rồi thì thi các em đi ra ngoài trước đi lạc tú mở miệng nói hiển nhiên có chuyện gì đó không tiện để mấy người thi thi nhìn thấy sau đó mấy nữ sinh rất ngoan ngoãn bước ra ngoài hàn phong đứng dậy sau đó cũng chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lạc tú gọi cậu ta lại Hàn Phong, em ở lại, cho em lên lớp. Lạc Tú thản nhiên mở miệng nói. Tha mạng, Lạc ra, xin cậu tha mạng. Đám người đao ba còn chưa nhận ra điều đó có nghĩa là gì thì thực sự là kẻ ngốc rồi. Nhưng Lạc Tú không mở miệng. Đám người thi thi đợi ở bên ngoài khoảng 5 phút thì Lạc Tú đã đưa Hàn Phong ra ngoài. Được rồi, những việc còn lại anh tự xử lý đi. Nhớ kỹ, sau này nếu học sinh của tôi có vấn đề gì trong khu vực này, tôi sẽ hỏi anh. Vâng, vâng, lạc ra, quảng khôn gật đầu như gà mổ thóc. Còn Hàn Phong thì có chút hồn bay phách lạc đi theo lạc tú. Thi Thi không dám nói chuyện với lạc tú, nhưng lại cho Hàn Phong một ánh mắt. Sau đó lặng lẽ chỉ chỉ vào phòng bao trên tầng 2. Hàn Phong gật đầu, sắc mặt Thi Thi trắng bệch. Mấy người kia đã chết ư. Đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Bước ra khỏi cổng, nhìn Hàn Phong vẫn còn đang hồn bay phách lạc, lạc tú đưa cho hàn phong một điếu thuốc sau đó vỗ nhẹ lên vai hàn phong nhớ kỹ những thứ em khao khát và ngưỡng mộ trong lòng cũng không đẹp như em nghĩ thầy giáo không dạy được em điều gì khác chỉ có thể dạy em làm người tốt là như thế nào lạc tú vỗ vai hàn phong lạc tú vốn dĩ dường như định nói gì đó nhưng sắc mặt của lạc tú đột nhiên trầm xuống không phải điện thoại của lạc tú lại vang lên mà là một tấm chỉ phù gấp hình tam giác trong lòng lạc tú bắt đầu nóng lên rồi chỉ phù này là do chính tay Lạc Tú luyện chế, hơn nữa không chỉ một tấm này mà còn một tấm trên người An Linh Như. Chỉ phù này không có tác dụng gì lớn, nhưng nó tương tự như tử mẫu liên hoàn trùng. Một khi bên An Linh Như phát sinh nguy hiểm, vậy thì chỉ phù này sẽ nóng lên. Hiện tại chỉ phù nóng lên rồi. Vậy thì chắc chắn bên An Linh Như đã xảy ra chuyện. Quảng Khôn đưa tụi nó về trường học. Quảng Khôn định trả lời thì bóng dáng của Lạc Tú đã biến mất hàn phong sướng sờ sau đó có hơi ngứa người giờ thì cậu ta đã biết những hành động và suy nghĩ trước đây của mình thật ngây thơ như thế nào kỳ thật trước đây cậu ta rất coi thường thầy lạc thậm chí còn muốn tìm đại ca của mình để xử lý thầy lạc cũng may hôm đó gặp vận may lạc tú có việc đã rời đi từ trước nếu không sẽ gây ra vô số rắc rối đại ca của đại ca của mình chỉ như một con chó ở trước mặt lạc tú thậm chí còn không dám nói dù chỉ một lời tàn nhẫn vậy mà mình còn coi thường thầy Lạc. Hơn nữa bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng Lạc ra mà cậu ta ngưỡng mộ nhất lại chính là thầy Lạc. Lại ở trước mặt mình mỗi ngày. Hàn Phong, trước đó có phải chúng ta hơi quá đáng hát không? Hay nên nói là quá may mắn, thi thi cũng sợ hãi một hồi. Cho đến đêm nay, bọn họ mới biết bộ mặt thật của thầy mình, nhưng trước đó bọn họ lại chống đối với nhân vật như vậy, quả là muốn tìm cái chết. Giờ thì cuối cùng họ cũng biết tại sao ba của Trí Cường lại có thể bị gọi đến, và giờ họ mới hiểu tại sao Diệp Thánh Đào lại bị đánh dã man như vậy. Bởi vì người ta chính là lạc gia trong truyền thuyết của Thông Châu. Thần tượng bọn họ sùng bái nhất. Đoán chừng Lạc Tú cũng đã nói với phụ huynh của họ rằng đừng tiết lộ thân phận của anh. Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn tối nay, có thể bọn họ còn chẳng hay biết gì. Trở về rồi nhanh chóng xin lỗi thầy Lạc đi. Má ơi, Nghĩ lại mấy ngày nay mình chống đối với thầy Lạc mà vẫn còn sống, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Hàn Phong tặc lưỡi. Chương 78, lính đánh thuê đột kích. A! À, dưới tình huống như vậy, cả đám nữ sinh theo bản năng phát ra tiếng thét chói tai, sau đó lập tức trốn ra sau ghế sofa. Tuy nhiên, cô gái ở bên phải An Linh như có thể quá hoảng sợ, không chú ý nên đã đánh đổ ngọn nến. Vừa vặn trong thùng rác toàn là giấy, cả đám nữ sinh lại hoảng hốt. Ngọn nến thắp sáng thùng rác, mà ngay từ đầu cũng đã không có ai đến dập lửa. Bởi vì xác thực có người xông vào, hai kẻ ngoại quốc vốn đã có dáng người cao to, dưới tình huống ánh sáng không đủ lại trông đặc biệt đáng sợ. Cả đám nữ An Linh Như đều kinh hãi, còn ai nghĩ đến chuyện dập lửa nữa. Vì vậy, sau khi thùng rác giấy lửa thì tức khắc thiêu đốt khăn trải bàn, cộng thêm khói đặc từ thùng rác nên nhất thời vang lên tiếng chuông báo động. Trước đây trường Trung học phổ thông Ướt Kim Hương đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn và việc phòng cháy chữa cháy của trường phải được đặt lên hàng đầu. Chuông báo điện tử vừa vang lên, gần như toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người phòng bên cạnh, tức khắc chạy ra ngoài. Sau đó cả ký túc xá hoảng loạn, thần kinh và tố chất tâm lý của các cô gái vốn đã rất nhạy cảm và mỏng manh, rất nhiều nữ sinh mặc áo ngủ chạy thẳng xuống dưới lầu. Dylos và Alan cũng hơi ngỡ ngàng, sao vừa tới đã gây náo loạn như thế rồi. Bọn họ đã cố gắng hết sức để cẩn thận, nhưng không ngờ lại vẫn gây ra một vụ náo động lớn như vậy. Sau đó Dylos nhanh chóng bật đèn pin sáng để tìm kiếm mục tiêu, và ngọn lửa ngày một lớn hơn. Không ổn rồi, cháy rồi. Cháy rồi, nhanh lên. Do không có người dập lửa nên ánh lửa xuyên qua tấm kính, nhanh chóng bị những người phía dưới còn chưa về ký túc xá nhìn thấy, sau đó càng thêm hoảng sợ. Phía nhà trường nhanh chóng phản ứng, vừa cho bộ phận an ninh gọi điện đến số 119, vừa chạy đến dập lửa. Còn ký túc xá nữ trực tiếp bị bao vây bởi những người xem náo nhiệt. Khi lạc tú đuổi tới, làn khói dày đặc bốc lên và đang bùng cháy. Dallas và Alan ban đầu định lặng lẽ đi vào, sau đó đưa an linh như đi. Nhưng không ngờ lại gây náo loạn, tạo thành một chút sai lầm. Lúc này, rất nhiều người vây quanh dưới lầu, bởi vì có một người đang treo trên đoạn tường ngoài của ban công có thể ngã xuống bất cứ lúc nào và người đó đương nhiên là an linh như lạc tú vừa liếc mắt nhìn cũng đã thấy hơn nữa lúc đến một số học sinh khác đang tranh cãi xung quanh trần hữu và tôn huy nam thầy trần thầy mau đi cứu người đi không chỉ có an linh như ở trên đó mà a hương ở ký túc xá của chúng ta cũng ở bên trong các người muốn tôi đi chịu chết sao không thấy trên đó có người mang súng à bốn tên lính cứu hỏa đi tới đó vừa rồi đều bị giết rồi. Trần Hữu hung ác trừng mắt với mấy nữ sinh này. Nhưng thầy Trần, thầy nghĩ cách đi, mau cứu người chứ, nếu không bọn họ sẽ bị chết cháy đó. Mấy nữ sinh rất khó chịu nhìn Trần Hữu đứng phía dưới xem náo nhiệt. Hơn nữa cảm thấy Trần Hữu là một kẻ ngốc, phản ứng đầu tiên lại là để người ta đi cắt nguồn điện. Cả tòa ký túc xá có hai mươi mấy tầng lật, hiện tại vẫn còn có người chưa chạy xuống được. Việc cắt nguồn điện trong trường hợp bình thường có thể là một cách hay, nhưng bây giờ có kẻ xấu bên trong. Dưới một khoảng tối đen khiến cho rất nhiều nữ sinh vốn dĩ muốn chạy trốn cũng không dám thoát. "Đừng ồn nữa, phiền chết đi được, không phải ông đây đã gọi cảnh sát rồi sao? Cảnh sát sẽ tới xử lý." Trần Hữu như bị chọc giận, trực tiếp chửi bới. "Thầy còn là thầy giáo nữa không? Thầy cũng là chủ nhiệm, sao thầy có thể như vậy chứ?" Một nữ sinh chỉ trích Trần Hữu. Là hỏa hoạn lại có người cướp của tên quái nào dám lên chứ trần hữu hét vào mặt mấy nữ sinh tránh ra cho tôi đừng cản đường lạc tú đẩy tôn huy nam đang chặn cửa sang một bên sau đó gọi một tiếng nữ sinh ở cửa cũng bước sang một bên thầy lạc là thầy lạc thầy lạc muốn lên à thầy lạc một mình thầy có làm được không phía trên không chỉ có hỏa hoạn mà còn có cả tay súng nữa một học sinh nhìn thấy lạc tú chuẩn bị đi lên thì lo lắng hỏi bất kể là biển lửa hay mưa đạn, một mình tôi là đủ. Thân hình lạc tú nhoáng lên một cái, lao lên. Lại là cái thằng lạc tú kia. Trong mắt Trần Hữu mắt lộ ra tia sáng giữ tợn nhìn lạc tú, nhưng không thể ngăn cản. Thầy Trần, thầy không chỉ là người thầy mà em luôn kính trọng, mà còn là tấm gương của em, nhưng hôm nay em đã rất thất vọng về thầy. Em chưa bao giờ nghĩ rằng thầy lại là một kẻ hèn nhát như vậy. Một bạn học nữ chỉ vào Trần Hữu mà mắng. Thầy Trần, thầy còn chém gió với tụi em là thầy từng du học ở châu mỹ học được tinh thần hiệp sĩ nhưng em lại chẳng thể thấy được chút tinh thần hiệp sĩ nào ở thầy thậm chí ngay cả những phẩm chất cơ bản nhất của một nhà giáo mà thầy cũng không có một bạn học nữ khác cũng tham gia thầy trần mấy ngày nay trong lớp thầy thường xuyên chửi bới thầy lạc vậy mà bây giờ xem ra với một kẻ nhát gan như thầy thì cũng không bằng dù chỉ một phần nghìn của thầy lạc một bạn học nữ khác chỉ vào trần hữu mắng đúng đó thầy là cái gì chứ? Bây giờ đang trong thời điểm nguy cấp như vậy, thầy lạc người ta cũng dám lên, nhưng thầy lại như con rùa rụt đầu vậy. Lần trước ở nhà ăn em đã muốn mắng thầy rồi. Rất nhiều học sinh thực sự bị chọc giận, nhìn lạc tú đang lao lên không chút do so dự, rồi lại nhìn Trần Hiếu, tranh lệch thực sự không phải tí tẹo tèo teo mà là hiện tại Trần Hiếu có vẻ cũng sẽ không xứng để so sánh với lạc tú. Ít nhất người ta có thể hành động quyết đoán ở thời điểm nguy cấp, không ngại nguy hiểm. Mà sau khi Trần Hữu đến đây, ngoài một biện pháp không thỏa đáng thì chỉ đứng ở phía dưới xem náo nhiệt. Nhưng đối mặt với những lời buộc tội, Trần Hữu không những không cảm thấy xấu hổ mà còn bật cười. Anh ta vốn chỉ tiết lộ một chút gì đó rồi sau đó là gây rắc rối cho Lạc Tú. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra với học sinh của lớp 3, Lạc Tú chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi can hệ. Tuy nhiên có một điều mà Trần Hữu không biết, anh ta không biết An Linh như quan trọng như thế nào cũng không biết mục đích thực sự của Lạc Tú khi tới nơi này là bảo vệ An Linh như. Nhưng Trần Hữu hiện đang rất vui vẻ. Vì phía trên quá nguy hiểm, bốn tên lính cứu hỏa vừa đi lên thì tất cả đều bị tiêu diệt, bọn côn đồ phía trên thật sự có súng. Hơn nữa, ngọn lửa bên trên đã bắt đầu lan rộng, cho dù không có tội phạm thì cũng rất dễ bị thiêu chết trên đó. Hiện tại còn khoe khoang anh hùng làm gì? Trong mắt Trần Hữu, đó là một hành vi ngu ngốc chỉ cần lạc tú đi lên, vậy thì khả năng sống sót gần như bằng không. Cho nên đối mặt với những lời mắng mỏ, Trần Hữu lại không hề quan tâm một chút nào, ngược lại trong lòng rất vui vẻ. Nói cho cùng, cái chết của lạc tú dường như khiến anh ta cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm hơn là bị học sinh mắng. chương 79, Nhà giáo chân Chính Cả hai đều là lính đánh thuê hàng đầu, cảm giác ý thức vô cùng mạnh mẽ, lập tức nhận ra có người đi tới lạc tú gần như vẫn chưa đi vào đã bị phát hiện rồi vì vậy lạc tú chỉ có thể nấp vào bức tường sau cánh cửa tốt hơn hết là mày đừng nhúc nhích nếu không tao không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra tiếp theo alan đe dọa nói bằng tiếng anh trình độ tiếng anh của lạc tú khá tốt tất nhiên là nghe hiểu thấy ngoài cửa không có động tính gì dialus cầm súng lục chậm rãi đi về phía cửa sau đó ngồi xổm xuống rồi lao ra ngay lập tức gần như cùng một lúc bắn ra một phát Người bình thường thì đúng là không thể ngăn cản được chiêu thức ấy, dù sao đâu ai có thể nghĩ đến đối phương sẽ nổ súng từ phía dưới. Tuy nhiên, Lạc Tú đã chuẩn bị từ trước, đã nhìn thấy trước, dù sao thì Lạc Tú cũng có nhìn xuyên thấu. Anh đã tránh vị trí đó từ lâu, sau đó đột một đá một cước ra ngoài. Lạc Tú không dùng hết sức với cú đá này, nhưng đối phó với một người bình thường hay một lính đánh thuê sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lạc Tú lại khẽ ơ, một tiếng, bởi vì đối phương chặn được sau đó dễ dàng phản lại một súng khi đối phương nâng tay lên bắn lại một súng kia lạc tú đã né tránh trước sau đó tung một quyền vào trên cánh tay đó khẩu súng kia bị đánh nát rõ ràng là đối phương cũng rất ngạc nhiên và với một tia sáng lạnh lùng một con dao găm hướng về phía lạc tú lạc tú lại hơi ngạc nhiên bởi vì bình thường dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể qua được mấy chiêu với lạc tú vậy thì không phải là lạc tú cố tình nương tay thì chính là đối phương quả thật có chút thực lực. Câu trả lời rõ ràng là vế sau. Lạc tú phát hiện ra thực lực của đối phương mạnh hơn một chút so với mộ dung hùng, người đã làm bị thương Diệp Kính Bình. Đối phương tuy không có nội lực nhưng sức lực lại cực cao, và lại trong cơ thể có dao động năng lượng. Điều này tất nhiên sẽ làm cho lạc tú cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, bởi vì những người như Vạn Thiên Sơn cũng không phải là đối thủ của Lạc Tú, vậy người trước mắt này làm sao có thể là đối thủ của Lạc Tú? Nhìn thấy con dao găm đâm tới, Lạc Tú dứt khoát không né không tránh, trực tiếp đấm một quyền vào nó. Lần này đối phương đâm chúng rồi, trong hành lang tối tăm, đối phương thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ngay sau đó, đối phương không thể cười nổi nữa, bởi vì phát hiện ra rằng cú đâm lần này giống như đâm vào một tấm thép. Mà khuôn mặt tươi cười đó lại chào đón nắm tay cực lớn của Lạc Tú. Bốp! một cú đấm trực tiếp làm nổ tung đầu của đối thủ. Dylos, Alan ở trong phòng kêu lên, nhưng không hề có động tĩnh gì. Má, tên khốn da vàng chết tiệt, đối phương mắng một câu, sau đó lạc tú thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị mà dự định tiến lên. Gần như lạc tú vừa đến, đối phương cũng vừa bắn một phát súng. Lạc tú theo bản năng nghiêng đầu, đương nhiên không thể thoát khỏi phát bắn này. Dù sao ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ lạc tú vẫn chưa nhanh bằng đạn phát súng này bắn trúng đầu Lạc Tú khiến Lạc Tú hơi đau. Tuy rằng viên đạn không thể làm bị thương Lạc Tú, nhưng nó có lực pha đập, thậm chí còn khiến Lạc Tú hơi lùi lại. Một khẩu tiểu liên MP7 của Đức, họng súng bắt đầu phát ra tia lửa. Đùng 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 đùng. Đi chết đi, lợn da vàng, sao mày dám làm đồng đội của tao bị thương? Alan cười điên cuồng, ngay cả súng tiểu liên cũng không được che đậy. Loại áp chế hỏa lực này khiến cho Lạc Tú có hơi chật vật, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì sau đó lạc tú đột nhiên hét lên một tiếng giữa vẻ mặt kinh hoàng của đối phương anh trực tiếp lao tới tiếp đó đấm một quyền vào ngực alan rõ ràng là alan không ngờ rằng sẽ có người ngăn được súng tiểu liên hả đồ ma quỷ này alan ngã xuống đất với vẻ mặt ngờ vực bọn tao vẫn còn người đồng bọn bọn họ sẽ báo thù cho tao đây là di ngôn của alan lạc tú đâu có thời gian để đối phó với anh ta vào lúc này điều quan trọng hơn là phải cứu người lạc tú nhanh chóng xé một tấm rèm đang cháy ném nó sang một bên băng qua ban công nắm lấy nó và treo nó lên không trung cho an linh như kéo an linh như lên khi an linh như lên tới nơi cô ta lao thẳng vào vòng tay của lạc tú thầy lạc hu hu em tưởng mình sắp chết rồi hu hu rõ ràng là an linh như đang sợ hãi lạc tú vỗ nhẹ vào lưng an linh như cảm nhận được sự mềm mại ấm áp khác thường trong ngực, một. Được rồi, không có việc gì rồi, em đi ra bên ngoài chờ thầy trước. An Linh như dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, dù sao cô ta cũng đang mặc đồ ngủ, không mặc đồ lót. An Linh như đỏ mặt, sau đó chạy ra ngoài. Lạc Tú còn nhanh hơn, nhanh chóng chạy ra hành lang, vặn chốt chữa cháy, mở vòi nước rồi chạy về hướng ký túc xá. Ba phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Lạc Tú ngồi xổm xuống và xem xét tên lính đánh thuê kia một chút. Trong cơ thể hai người dường như có cái gì đó không ổn, Lạc Tú ngửi thấy mùi máu mới hiểu rõ. Hai người này có lẽ đã bị tiêm những thứ sinh hóa, hoặc một số kích thích tố, khiến cơ thể của họ có phản ứng, sức mạnh và cả sức chống đỡ cao hơn nhiều so với người bình thường, gần như đều có thực lực của mộ dung hùng. Anh cũng không nghiên cứu nhiều, hiện giờ an linh như bị dọa sợ đến nỗi chân cũng mềm rồi lạc tú cũng dứt khoát không tránh hiểm nghi bế an linh như bước xuống lầu thấy ngọn lửa được dập tắt an linh như đã được giải cứu các nữ sinh khác cũng lần lượt chạy theo nhất thời dưới lầu ký túc xá vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt trần hữu nhìn chằm chằm lạc tú nắm chặt tay tại sao tại sao mày chưa chết thầy trần thầy còn mặt mũi ở đây sao một nữ sinh mắng lạc tú lần này trần hữu bị nói đến đỏ mặt thực sự cảm thấy xấu hổ, quay người rời đi. Còn Lạc Tú thì bế An Linh Như về căn hộ giữa tiếng vỗ tay của đám đông. Vừa tới căn hộ đã thấy Hàn Phong và mấy nữ sinh khác đang đợi ở đây rồi. Lạc Tú đặt An Linh Như xuống và mở cửa. Một loạt người theo sau vào. "Thầy, vừa rồi ở trường có chuyện gì xảy ra sao?" Hàn Phong hỏi. "Đã không có việc gì rồi. Bây giờ An Linh Như vẫn có hơi mất hồn, hiển nhiên đang sợ hãi vô cùng." Lạc Tú cũng cảm thấy đêm nay thật xui xẻo, hai bên cùng nhau xảy ra chuyện, cũng may là bản thân đủ nhanh, nếu không thật đúng là không dễ cứu được. Hàn Phong, em đến ký túc xá nam ôm mấy cái mền đến đây, đêm nay các em ở đây đi. Dù sao ký túc xá nữ cũng không ở được nữa. Hơn nữa, Lạc Tú không thể để An Linh như rời khỏi tầm mắt của mình nữa, dứt khoát để mấy nữ sinh ở lại với anh ở nơi này cho khỏe. Dù sao nơi ở của anh cũng khá lớn, còn có hai gian phòng trống sau khi hàn phong ôm chăn bông đến cả thi thi và các nữ sinh gặp chuyện không may ở hộp đêm đều xin lỗi lạc tú em xin lỗi thầy lạc hàn phong cũng rất chân thành xin lỗi không sao đâu tôi cũng sẽ không so đo với mấy đứa nhóc các em sau này nên chú ý đến an toàn của bản thân thầy có thể đến kịp thời cứu các em một lần nhưng không đảm bảo sẽ có lần thứ hai được rồi đoán là đêm nay các em đều mệt mỏi rồi chúng ta nghỉ ngơi trước đi lạc tú đứng dậy đi về phía phòng ngủ trong một văn phòng cô trương chuyện này chúng tôi tiếp nhận rồi một người đàn ông đeo kính gọng vàng đẩy kính mặt không chút thay đổi mà ở phía đối diện người phụ nữ mặc lễ phục vẫn chưa lên tiếng phi long ở một bên đã siết chặt tay nhưng trước đó đã mời lạc gia đi bảo vệ con gái của giáo sư an rồi hơn nữa lạc gia mới chỉ bảo vệ cô ấy được vài ngày hừ đó là lý do tại sao chúng tôi càng cần phải tiếp nhận Cậu ta là một tên xã hội đen thì có thể bảo vệ tốt cho con gái của giáo sư An sao? Chương 80, cục an ninh nhúng tay. Tôi nói các cậu nghe, lúc ấy các cậu không nhìn thấy thầy Lạc ngầu thế nào đâu." Hàn Phong vừa khoa chân múa tay vừa hưng phấn nói. Cả lớp số 3 vây quanh bên cạnh Hàn Phong, nghiêm túc nghe cậu ta kể chuyện. Lúc ấy thầy Lạc cười khẩy một tiếng, "Quảng Khôn." Sau đó thầy lại hét to, "Quảng Khôn, nhảy lên trên cho tao." Tôi nói các cậu nghe, lúc ấy quảng khôn gần như chạy bò lên trên, sợ té đái ra quần. Lên trên đó, thầy lạc tát mạnh một cái lên mặt quảng khôn, quảng khôn bị đánh không dám nói câu nào. Trên mặt hàn phong lộ ra vẻ sùng bái. Đó là quảng khôn đấy, lão đại của khu Tân Bắc. Trước mặt hơn 100 đàn em của mình, anh ta bị thầy lạc đánh không dám ho he câu nào. Hàn Phong còn đang bốc phét thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Reng reng reng, nhất thời tất cả lớp số 3 nhanh chóng ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở vị trí của mình, lấy sách giáo khoa ra ngồi chờ đợi. Không ai dám nghịch ngợm, cũng không có ai dám gây sự như trước kia nữa. Có lẽ là vì hiện giờ học sinh cả lớp đều đã bị Lạc Tú thuần phục, có lẽ là vì Lạc Tú đã mở cuộc họp phụ huynh, bọn họ đều đã bị ba mẹ cảnh cáo. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là, hóa ra thầy Lạc chính là Lạc gia trong truyền thuyết. Đó là thần tượng của lớp số 3 bọn họ chỉ một điểm này thôi đã đủ rồi, vì vậy hiện giờ lớp số 3 đã thay đổi hành vi thái độ, lớp 12 phần 3 xưng bá 3 năm nay ở quất kim hương giờ đã biến thành một đám trẻ ngoan ngoãn. Thầy dạy tiết tiếp theo hơi ngạc nhiên ngẩn người. Thậm chí có giáo viên còn cảm thán từ tận đáy lòng, thầy là thật sự có thủ đoạn, đây là lớp 12 phần 3 đó, là cái lớp từ trước đến nay không chịu nghe lời ai hết. Thầy Lạc mới đến có một tuần đã dạy dỗ lớp này trở nên nghe lời. Lúc trước thầy Lạc tuyên bố cần một tháng, hiện tại xem ra một tuần đã đủ rồi. Thậm chí lúc đang học tiết 3, có rất nhiều giáo viên chạy tới xem, bởi vì lớp 12 phần 3 có thể nghiêm túc học hành đó là cảnh tượng hiếm có như mặt trời mọc đằng Tây. Ở bên kia, cửa phòng Lạc Tú có người gõ cửa, Lạc Tú mở ra, vừa nhìn đã thấy Phi Long. Vẻ mặt Phi Long đầy vẻ xin lỗi, đằng sau anh ta còn có một người đàn ông trông khá hào hoa phong nhã, đeo gọng kính màu vàng, nhưng người đàn ông đó lại khiến cho người ta có cảm giác ngạo mạn vô lễ chu tử thiên lại giống như tháp sắt đứng ở bên cạnh người đàn ông đeo kính vàng nhìn lạc tú với một tư thái từ trên cao nhìn xuống anh chính là lạc tú chu tử thiên khinh thường nhìn thoáng qua lạc tú sau đó hơi lắc đầu hình thể này vóc dáng này nếu thật sự gặp phải một cao thủ lợi hại e rằng còn không trụ nổi qua một hiệp trước khi anh ta đến Ít nhiều vẫn còn tưởng rằng dù Lạc Tú có yếu cũng không đến nỗi yếu ớt như thế này. Nhưng mà sau khi gặp nhau, anh ta đã hoàn toàn thất vọng với Lạc Tú. So với những người chân chính chuyên nghiệp như anh ta thực sự kém rất xa. Anh chính là Lạc Tú nhỉ?" Người đàn ông đeo cặp kính vàng không cảm xúc nói, anh ta là người của cục an ninh, đám nhân sĩ thượng lưu nói chuyện với anh ta đều phải nể mặt nể mũi, vì vậy tự nhiên cũng dưỡng ra thành tư thái kiêu ngạo lạnh lùng. "Có việc gì?" Lạc Tú nhướng mày, đối phương hơi mất lịch sự. Quả nhiên không thể chịu được, Phi Long, đây là chuyện các anh làm đây sao? Tôi còn tưởng rằng các anh sẽ tìm một cao thủ quốc học, không ngờ trông có vẻ đúng là một tên côn đồ. Trong ánh mắt và giọng điệu của người đàn ông đeo kính vàng tràn đầy sự khinh thường nồng nặc. Trước đó anh ta còn tưởng dù Lạc Tú rất kém cỏi, nhưng không ngờ sau khi gặp lại càng kém hơn. Thân là người của cục an ninh, anh ta đã gặp qua rất nhiều người được gọi là kỳ nhân dị sĩ có điều đa số đều chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Đoán được có vẻ như Lạc Tú không khác kẻ lừa đảo là bao, hơn nữa thoạt nhìn quá sức bình thường, lại càng khiến cho anh ta thất vọng hoặc là khinh thường Lạc Tú, tự nhiên thái độ đối với Lạc Tú lại càng kém hơn. Anh này, lời anh nói hơi khó nghe đấy." Lạc Tú hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Hừ, khó nghe, anh biết chuyện này quan trọng thế nào không? Cũng phải một tên côn đồ trên xã hội như anh thì có thể biết được bao nhiêu chứ? Người đàn ông đeo kính vàng rất khinh thường Lạc Tú, lời trong ý ngoài đều mang theo sự châm chọc. Lúc này Lạc Tú cũng vô cùng không vui, khuôn mặt anh tối sầm lại. Có việc gì thì nói đi, không thì cút. Này anh, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Chú ý thái độ của anh, Chu Tử Thiên bỗng nhiên quát lớn nói. Sắc mặt Lạc Tú lập tức thay đổi, khuôn mặt lại càng tối sầm đi. Người đứng trước mặt anh chính là lão đại cục an ninh, vậy mà anh lại dám hỗn xược như thế. Chu tử Thiên lạnh lùng nhìn Lạc Tú, anh ta cũng rất khinh thường Lạc Tú, hoặc là nói anh ta hoàn toàn không để người trẻ tuổi trước mặt mình này vào mắt, trông lỗ mãng vô lực như thể chẳng có chút khí thế nào. Anh ta chính là người cầm đầu trước kia đã từng bảo vệ khu trung phi, hơn nữa còn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sau đó lại được đi bồi dưỡng ở trường chuyên nghiệp, đương nhiên là khinh thường người có vẻ ngoài bình thường như Lạc Tú. Thật ngại quá, tôi chẳng quan tâm anh ở cục gì, không có việc thì cút ngay cho tôi, mẹ kiếp đừng có đứng ở cửa chỗ tôi nói nhảm. Lạc Tú thực sự bực mình, không nể nang một chút nào cả. Bỏ đi Tử Thiên, anh so đo với một tên lưu manh làm gì? Chúng tôi đến đây chỉ là để thông báo cho anh, chuyện bảo vệ con gái của giáo sư An anh không cần nhúng tay vào nữa, cũng không cần quan tâm. Người đàn ông đeo cặp kính vàng nói, vẫn như trước không thể hiện cảm xúc gì audio điện tử võ tấn bền hết chương 80